Chào mừng các bạn đến với series 3 ngày 2 đêm du lịch 1 sao và 10 sao. Trong tập 3 này, Tim Lâm Vlog sẽ khám phá một vùng đất được mệnh danh là Kho Ngọc Viễn Đông, thành phố Hồ Chí Minh, hay còn gọi cái tên thân thương khác đó chính là Sài Gòn. Vì Sài Gòn khá rộng lớn nên tập này, Tim 1 sao sẽ được ekip cấp cho 2 chiếc xe đạp làm phương tiện di chuyển. Mong rằng Tim 1 sao sẽ giữ gìn cẩn thận và tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây. Chúc các bạn có một ngày trải nghiệm thật thú vị tại Sài Gòn. Rồi, hiện tại cả đám tụi mình đang đứng ở bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Và để bắt đầu cái series này thì chắc là lại chọn số sao đúng không? Và lần này tụi mình chơi 6 người để chia phe cho nó đều các bạn, mỗi bên 3 hàng. Và tụi mình có like tiếp để tăng thêm tính minh bạch nha các bạn. Chắc được 3k like hả? Rồi ok. Và ở đây là mình có những cái que có ghi số sao trong đây, 3 cái 1 sao. Không có nhìn. 3 cái 1 sao và 3 cái 10 sao. Bỏ vào trong cái hũ này, sau bắt đầu bóp ai vào cái que có số nào thì sẽ được chơi cái đó. Và chia làm 2 team, team 1 sao và team 10 sao. Team 1 sao sẽ có 300k để 50 giờ quẩy cái Sài Gòn này. Còn bên 10 sao sẽ có 30 triệu để chơi trong 50 giờ. Rồi hợp quá ta. Thôi ok, vậy mình vừa mấy nhỏ bóng trước đây ha. Ok không? Ok. Rồi anh Đại bóng trước, anh Đại. Cho anh lựa luôn anh Đại. Mới. Anh Vĩ, cho anh Vĩ lựa thoải mái. Oh my god. Yeah. Anh em nhớ nha, Vĩ hết nhậu nha. Tới em mà còn tới 2 cái lần anh. Nhìn dứt cái em. Không, không vọng. Thằng nào cho thôi. Là còn 2 que 10 sao, 1 que 1 sao thôi. Tức là bây giờ là tỷ lệ là 33% vào 1 sao và 66% vào 10 sao. Em nghĩ là mình nên dừng hào anh à. Tại vì bây giờ là tỷ lệ cho 66% vào 10 sao lắm. Nếu em bóc là tỷ lệ em vô 10 sao rất là cao. Em thì anh biết rồi. Sợ gì? Chơi. Ơi em được 10 sao nè. 10 sao nhưng mà có chữ cộng 1 trong đó nha các bạn. Một con không mình nói đâu tiêu rồi. Sau khi em nghe thấy 1 sao thì mình biết mình nên đứng ở chỗ nào hợp lý hơn rồi các bạn. Vậy là 2 que cuối cùng. Chết rồi. Mình thôi còn bóc. Mình chơi chiến thuật mình đâu còn bóc đâu. Hào gánh hết anh à. Rồi và tụi mình đã có số sao nha các bạn. Dễ An Lâm 10 sao đi chơi Sài Gòn 30 triệu. Và Đại Tú Hào sẽ 300k 1 sao chơi Sài Gòn. Ồ vậy là mấy đứa chuẩn bị có xe đi là 300k sập Sài Gòn rồi. Ngon. Và 10 sao chưa chắc đã ngon đó bạn. Do 10 sao là phải cầm số tiền tới 30 triệu và suy nghĩ trong đầu làm sao để dùng cho hết nữa. Rất là cực luôn. Còn bên 1 sao có 300k. Ra mua 3 hộp cơm cái hơi đi về đẹp rồi. Đúng không? Ok, nói chung là tụi mình đã có số sao rồi, bây giờ là sẽ bắt đầu tản ra và đi trải nghiệm. Trải nghiệm 50 giờ Sài Gòn nha bạn. Clip hôm nay bên 1 sao rất sướng luôn rồi, được xe đạp. Qua nhận xe mọi người. Rồi đầu tiên á thì mình sẽ phân chia xe nha mọi người. Đại khá là mập á nên là đi cái xe này đi. Còn em với anh á là sẽ đi cái xe này nè. Tại cái đẳng cấp của mình là phải đi xe xịn. Ok, là xịn dữ rồi đó. Vô. Mà cái công việc á thì chắc mình nghĩ là làm việc cho bạn tay trắng đi ha. Chứ đầu tư lỗ sao? Đâu. Em nghĩ em đi móc bọc quá à. Làm cho trai á. Ổn không vậy? Bình thường má. Nếu rồi vậy đi em. Vậy bây giờ em nhớ kiếm cái bọc trước nha. Biết. Rồi còn anh em mình sao? Đi rồi anh em mình suy nghĩ sao anh ơi. Ok, get go. Né ra. Rồi hôm nay để em lái. Này để em lái luôn hả? Em có bằng lái mà anh. Tốt rồi. Mời sếp. Rồi ok, nói chung là ăn lái xe nha các bạn, nhìn bảnh không? Trời ơi, ngầu, mấy 10 sao phải bảnh chứ anh. Nó ngầu vãi. Nếu mình là 1 sao là mình được chạy xe đạp rồi. 10 sao quá tài xế riêng chở nữa. Nói chung mặt nhìn ăn tẻ trâu rồi lái xe nhìn không uy tín em. Hay là để thắt dây an toàn cái đã quên. Ủa cái gì an toàn đâu tay lại. Hả? Ăn lại. Sợ. Ở Canada nó hắt dây an toàn gì á, hắt dây mà dây như trả đi ba. Mọi người phải tin tưởng em chứ. Sáng thì anh em mình chắc cũng đi rất dạ một ổ bánh mì nha bạn, một ổ mà chắc 3 người ăn á. Ok thôi, đây là có cô bán bánh mì nè. Vô. Cô lấy con ổ bánh mì trứng. Dạ. Ổ lớn hay ổ nhỏ? Dạ, ổ lớn bao nhiêu, ổ nhỏ bao nhiêu cô? Ổ lớn 25 ngàn, ổ nhỏ 20 ngàn. Dạ.
Dạ con không ổ nhỏ à. Tưởng có ổ 15 ngàn không con? Really nigga. 15 ngàn. Thôi được có trả giá. Mình phải có giá mà trả giá. Thôi vậy thôi cô lấy cho con làm cho con, tụi con 15 ngàn thôi cũng được. Ba. Tốt tốt. Bà bỏ bánh mì trứng ba người ăn. Tốt rồi. Rồi con cảm ơn. Trời, cảm ơn. Với một người đội trưởng như mình á thì bây giờ mình sẽ phân chia bánh mì nha mọi người. Người đội trưởng như mình á là mình sẽ ăn cái giữa nha. Còn hai cái cùi mình sẽ cho hai anh em mình. Đưa. Dạ con cảm ơn. Rồi mình là anh nha các bạn nên là mình cho đại chọn trước. Cái nào không được. Quá vip. Ok. Tôi là tại giờ em thêm cái tâm đó à. Rồi bây giờ anh em của mình sẽ ăn sáng nha mọi người. Nói chung á vậy mà vui á. Đối với anh em mình 4-7 là nhà mà. Quốc ơi anh em ngon á. Hiện tại là đội mình có 300. Ủa tính ngày nãy mình mua bánh mì 15 nghìn. Em chưa hết rồi. Rồi hồi đó mình sẽ quay lại mình trả tiền cho cô nha bạn. Tốt rồi. Rồi bây giờ mình sẽ phân chia công việc nha mọi người. Đại á thì rất là thích làm việc từ bàn tay trắng nên là còn 85 ngàn á mình sẽ chia cho Đại. Còn 200 mấy á mình với Hào sẽ đi làm một cái gì đó nha. Người lớn là phải làm việc lớn mọi người. Đúng không anh? Hợp lý, người lớn phải làm việc lớn. Rồi đưa cho Đại 100 ngàn hồi trả tiền cô. Ok, chấp trả tiền coi luôn. Coi có dính không? Không, dính đâu. Rồi còn 200 ngàn á thì mình thấy trời cũng bắt đầu nắng rồi mọi người nên bây giờ mình với Hồng Miêu á sẽ bắt đầu đi bán nước ngọt ấp lạnh nha, bán dạo mọi người ơi. Ok, nhưng mà bây giờ á Đại là em la sáng em từ hai bàn tay trắng nên bây giờ em tin tưởng anh với anh Tú đi, đưa anh với anh Tú thêm 50. Em trả tiền bánh mì xong còn 35 ngàn phòng thân. Rồi bây giờ đi theo anh tới chỗ anh mua nước suối rồi anh lấy cho mấy cái bọc. Ok. Let's go. Rồi đầu tiên là ba anh em 10 sao của tụi mình là quyết định là sẽ đi xúc miệng bằng cách là đi chơi suối tiên nha bạn. Bởi vì suối tiên là sao? Có suối, xúc miệng rất là ok. Và bây giờ tụi mình sẽ vào suối tiên để chơi mấy cái trò chơi trong suối tiên các bạn. Do suối tiên cũng nằm ở Sài Gòn nên quyết định là chơi suối tiên nha. Đừng để suối tiên chơi mình nha. Ơi. 35k, ok. Rồi vào suối tiên là phải chơi những cái trò cảm giác mạnh nha bạn. Suối tiên thì có nhiều trò chơi lắm, trò chơi té em nè, trò chơi cảm giác yếu nè. Rồi phía bên kia có đạp dịch cảm giác mạnh nữa. Nên tụi mình quyết định là sẽ chia phe ra review với ba người và gom chung là review đâu được nhiều. Đúng rồi anh. Em cũng cảm thấy vậy anh. Nên chia ra đúng không? Đúng rồi anh. Để em chơi những trò trẻ con như thế này nè. Quá dễ đối với em luôn. Em có chơi mấy trò trẻ con như vậy hả? Cái này cho con nít chơi nha. Là em review. Em bảo nít em review cho. Ok, chia phe review. Cố gắng mỗi người review 3 cái là xong. Dạ, ok anh. Rồi, bây giờ mình sẽ xúc miệng bằng trò chơi con nít này nha. Tàu lửa siêu tốc. Let's go. Từ từ chạy nha, để em chỉnh cái máy nha. Này mình review, mình chơi mình khỏi gầy dây cũng được. Hả? Bắt đầu đi nha anh em ơi. Sau một hồi chơi thì mình cảm giác nó quá dễ, bạn đúng chọn nít dễ quá, chắc phải kiếm trò nào người lớn xíu chơi quá. Trò chơi người lớn mà mình nói là trò chơi mình sẽ chơi là đạp vịt. Này một mình em đạp hai bên vậy luôn ha? Đúng rồi, đạp hai bên luôn. Trò này mới gọi là trò người lớn nè, cảm giác mạnh. Lần đầu tiên mình thấy đập dịch phải chơi một mình luôn các bạn. Đập dịch là người ta chạy ra giữa hồ bắt đầu người ta mới đập dịch, mà giờ này chưa gì hết tóc vỡ nói đập dịch rồi. Đập dịch là nó như thế này nè các bạn. Đây là một cái cần để mình điều khiển bên trái bên phải, và mình sẽ có một cái bàn đạp như thế này như sẽ đạp vậy. Thường thì người ta đập đôi, còn này mình đập cô đơn, mình đập mình giờ mình sẽ đập. Rồi còn mình thì bị tiền đình các bạn, không có chơi mấy trò đập dịch được nên chắc là mình sẽ chơi vớt cá nha. Là giờ này là 20k một cái, là muốn vớt bao nhiêu cá cũng được miễn cái vợt không rách. Lấy mình 2 cái. Thôi 3 cái luôn, cho cao đàm anh vớt nữa. Đầu tiên là mình sẽ nhử nó lại. Hello. Ủa dễ vậy hả? Đây vậy hả? Dạ đúng rồi.
Ồ. Game này. Vậy là lũng cái lỗ là thua đúng không? Là trả lại. Mình vẫn còn hai cái mà. Ờ, dứt là ba con luôn nè. Một vợt dứt được khoảng 2-3 con là xong các bạn. Cái vợt cuối cùng nha. Ở nó tưởng đồ ăn bu lợ nè. Ba cái vợt dứt được nhiêu đây cá. Trời, cao đàm anh dứt nữa. Và cá này là mình được đem về luôn. Dạ, đúng rồi. Ổn không? Ổn, ổn lắm anh ơi. Trò này em cảm thấy mạnh bạo. Chơi cực kỳ mạnh. Mạnh lắm. Để xe vô mình còn cái chiếc xe đạp anh. Ủa chú ơi, một thùng nước suối là bao nhiêu chú? Cái loại nào, đấy loại nào để em lấy rồi. Dạ, Aqua Fina. Thùng nước suối nha. Là mấy chai chú? 24 chai. 24 chai, 90. Ok. Vậy mình lấy con một thùng đi. Ok. Nếu mà mình bán được nước suối cho mọi người thì mình sẽ đầu tư thêm bán mấy cái hát nữa nha. Chứ giờ mình chưa có đủ vốn. Đây, chú thêm. Rồi bây giờ thì mình mua được một thùng Aqua rồi. Còn xin được cái bao cho Đại đó nè. Bây giờ Đại cố lên, anh tin tưởng em. Ok. Lụm dây chai mà không sao đâu. Cố lên nha. Hẹn ngày gặp lại. Ok em trai của tôi. Còn mình với anh Tú thì mình nghĩ là nước suối bình thường thì người ta sẽ ít thích uống hơn. Nên là bây giờ chắc mình phải đi mua nước đá hoặc là cái gì mình bỏ vô cho lạnh. Em thấy ok không? Ok anh, em nghĩ là ấp đá ấp lạnh đó anh. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mua hùng xốp nha mọi người. Anh ơi, ở đây có hùng xốp nào mà ghê rẻ không anh? Bao nhiêu á? Cái hùng này 35.000 mọi người. Mình quyết định mình sẽ đầu tư luôn nha. Thả con tép mình bắt lại con tôm hùm. Sợ cái giấy này mà nãy cho anh Đại là được rồi. Đúng rồi, cái giấy này nãy cho Đại là ok luôn các bạn. Giờ mình phải kiếm cái ngã tư nào nó đẹp đẹp. Nhưng mà trước hết phải mua đá cái đã. Đúng rồi, phải mua đá. Go. Cuối cùng là mình sẽ mua đá để ốp lạnh nước suối nha mọi người. Bây giờ thì vô mua thôi. Anh ơi lấy em 5.000 đá bỏ vô hùng này đi. Nãy giờ mình trả anh Tú nha. Giờ tới Tú trả mặt mày ơi. Mình chạy nãy giờ hết 1/3 cục bánh mì rồi. Game này chơi mới đã đấy bạn. Nè đụng nhau nè, dí em nè. Xe chạy chạy chứ hả? Nè quay hai vòng chạy lui nè. Quay hai vòng chạy lui. Có chạy lui nữa. Nè quay lại hai vòng chạy tới. Rồi tiếp theo là món chính nha, là món thứ hai. Dòng xe vũ trụ nghe cũng ghê các bạn, vậy mình sẽ vô chơi thử. Cái đầu mình nó máu dột lên não rồi. Quá là trái cờ luôn anh em ơi. Quá là trái cờ luôn kìa. Trò này đúng trái cờ các bạn, dễ kiếm trò khác cái nào mạnh hơn để mình chơi nha. Cái trò này trái cờ quá. Đi thôi. Ở đây tụi mình thấy có một cái máy bán kẹo bông gò các bạn. Kẹo bông gò có rất là nhiều hình thù rất là đẹp luôn các bạn. Chắc là mình sẽ chơi hình bông hoa nằm sáu cánh này nha. 30k. Rồi coi nó làm nè. What the hell, nhanh chứ hả? What the ghê hả? Ủa đó là tay tìm chưa? Trả đây. Hồi nãy mình chọn cái bông sáu cánh nó không chịu nhận tiền, mình chọn cái trái tim nó mới chịu bạn. Trái tim dễ làm hơn. Ăn có một cái xong rồi. Mà này là trái tim chưa? Theo em nghĩ là giống mấy anh. Ăn thử anh ơi. Ngọt. Khá là ngọt luôn các bạn, còn thơm nữa. Quan trọng là nghệ nhân máy làm. Rồi tiếp theo là món chén miệng nha. Đây là trò chơi con rồng gì nè, khá là gây cấn luôn các bạn. Nãy mình thấy người ta chơi nhìn la quá trời la, giờ tới mình chơi thử nha. Trẻ con chứ không la đâu.
Ơi, chơi mấy trò này không đủ súc miệng để no bụng mình đó các bạn. Chắc giờ mình phải kiếm mấy trò khác để chơi quá. Chưa có no, tiếp thôi. Ôi, gì vậy? Cũng dữ lắm. Góc xích tu. Ôi, cũng dữ lắm. Vui quá xa rồi, vui. Vui quá, người đó luôn á. Anh gây quá đi, tao đưa lên luôn kìa. Game rất là vui và mọi người nên thử nha. Game vui lắm mấy bạn. Cảm giác rất là mạnh. Đúng chắc người lớn luôn. Nè, nhìn toàn người lớn nè. Bay lên nè, nè bay xuống nè. Bay lên nè. Ôi, bay lên bay xuống nữa nè, cao quốc chỉ luôn nè. Game này cảm giác khá là mạnh, mọi người nên thử nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi bán nước cho mọi người. Mình bán hiện tại là đang bán ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mọi người cùng theo hành trình của hai anh em mình nha. Con có thể mua nước suối ủng hộ con không nhỉ? Ủng hộ. Dạ 10.000 chai con. Chai. Cảm ơn hai con. Cảm ơn. Hỏi tiền đúng. Thôi thôi ủng hộ tụi con luôn đi. Ủng hộ luôn đi, ủng hộ mua thêm. Cô cô gửi thêm tụi con luôn nè. Trời ơi. Cũng cảm ơn. Dạ cảm ơn con. Quá đã. Quá đã. Anh lại được. Anh ơi, anh có em đang làm thử khách á, anh có thể ủng hộ em chai nước suối không ạ? À được. Dạ. Chai có 10.000 thôi. Dạ, dạ, cảm ơn. Mình nghĩ không bao lâu nữa thôi mình sẽ được ở khách sạn anh em ạ. Anh em mình phải cố gắng thôi các bạn. Thanh ngà, chụp ngành. Tổng cộng lại á là sáng giờ anh em mình bán được bao nhiêu chai tốt? Em không biết nữa, đếm thử anh. Đếm ơi. 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục, 7, 8, 9. Tổng cộng là 290.000 nha mọi người. Dạ, anh em mình cũng uống hết. Hai chai làm hết 12.000 nhưng mà không sao. Giờ mình với Tú anh em mình mới hàng chia nhau miếng nước rồi sẽ cố gắng bán hết 9 chai nước luôn ha Tú. Rồi đi ăn cơm. Ok, hợp lý anh. Rồi tiếp theo là massage cá nha bạn, trò chơi dành cho người không trưởng thành. Ôi nó nhột kìa. Ủa sao nó không cắn anh? Chắc chân anh chưa đủ dơ anh ơi. Cá nó rẻ phơi quá. Cũng phải luôn á. Mấy con cá mà lúc mình chơi mấy năm trước là cá lý dí mà con cá này là cá ruột phi. Lúc cắn một cái là nguyên miếng da mới đã. Rồi sau khi cho cá ăn xong thì tụi mình lạc qua được vườn trái cây các bạn. Ở số tiền đây có cái loại dưa hấu mới bạn, dưa hấu hoàng kim nè. Trái nó vàng khè luôn. Nói chung là dưa hấu hoàng kim mà nhìn nó như dưa lưới vậy bạn. Hoặc là dưa gan. Đúng rồi. Đây. Quá trời luôn, nhưng mà chắc đợi lần sau đi ghé thì mới ăn được các bạn. Chưa chín. Rồi ở cái suối Tiên Farm này thì có cả nho nữa các bạn. Vườn nho, vườn ổi Nhật, vườn vú sữa hoàng kim. Đây. Đây là cây sung Mỹ các bạn. Nhưng mà nó bị bọc lại hết rồi. Nhưng mà không sao. Ở đây có bán sung Mỹ đã chín. Có ai đang đi nhìn gì kìa anh? Hả? Ai đây? Nãy giờ em qua bên kia ăn không có no anh ơi. Giờ em đi vòng vòng nho em kiếm gì ăn. Ăn mấy tờ chơi cá giúp mạnh đó hả? Em thấy ở đây có cây lụ nè anh. Đụng vô cái 500.000. Đây. Có trái chôm chôm. Qua nãy làm rớt em lụm lên. Bất tài không? Cây lụ có chôm chôm là sao? Vậy không hay đâu nhìn nè. Cây lụ có sung Mỹ. Nè gì? Ngon. Ăn thử trải nghiệm em. Review thử sung Mỹ nha bạn. Bên trong nó có mấy cái hộp này. Nó rất là nhiều sớ thịt luôn anh. Nãy chị bán nói ăn này ăn luôn vỏ luôn các bạn. Có ngọt. Ngọt hành á. Thơm thơm. Nhưng mà đối với em thì nó không ngon cho lắm. Không kỳ không? Nó lạ sao à? Không quen hả? Dạ. Cảm giác như nó ăn nó ngọt ngọt. Mà kiểu giống ăn nó lát cây mà có đường gì đó. Really nigga. Cái mùi nó giống. Nói chung là nó không có giống cái trái gì hết các bạn. Nhưng mà nó ngọt ngọt. Rồi tiếp theo là tụi mình chấm điểm cái chùm nho kẹo đen Pháp nha các bạn. Dễ.
nho kẹo đen Pháp nha bạn. Giò nho này trồng organic, không cần rửa luôn, ăn luôn. Thơm luôn hả anh? Thơm ngọt ha. Như kẹo hả? Như kẹo thể đúng anh. Nói chung là rất là ngon, nho kẹo đen Pháp là đầu tiên ăn luôn. Rồi thì hồi trưa giờ hai anh em mình cũng gán bán nha bạn, nhưng mà hình như trưa người ta ít mua hơn hay sao á, nên là giờ mình sẽ nghỉ mệt, chiều mình bán tiếp ha. Giờ chắc phải kiếm cái gì ăn, đói bụng quá, sáng ăn có miếng bánh mì rồi với lại uống miếng nước rồi, nên giờ mình phải chờ chuẩn bị đi ăn cái đã. Không biết đại chừng nào nó tới đó các bạn, mình thì có hẹn đại phố đi bộ các bạn. Hello. Trời, mới nhắc nó luôn kìa. Phải chi nhắc tiền nó đỡ rồi, nhắc trúng số. Ê. Sáng giờ sao rồi anh trai? Hồi sáng giờ á là anh với thằng Tú làm rất là ok luôn. Yes. Ok các bạn. Thôi đi ăn cơm thôi. Đi. Nãy giờ thì tụi mình đã đạp một quãng đường khá dài các bạn. Đau chân luôn thì tìm được một cái chỗ là bếp chay Tì Tâm các bạn. Là chỗ này là được ăn miễn phí các bạn. Nên là những bạn nào mà kiểu mình khó khăn thì có thể ghé đây ăn miễn phí nha. Đây mình khó khăn nào. Đúng rồi, mình em có khó khăn không? Có, em rất là khó khăn luôn á. Ba anh em mình đang rất khó khăn nên là let's go. Trưa nay thì mình sẽ ăn bún riêu nha mọi người. Ăn nước cho dễ ăn. Nếu mà có đói thì mình ăn cơm thêm. Xong một tô bún riêu liền, bây giờ thì ăn thôi. Ở đây mình ghé quán chay mình ăn. Giống như mình thấy giống như buffet vậy các bạn. Giờ thì mình gấp đồ ăn sau đó mình múc cơm nha. Thì trưa nay mình sẽ ăn bún riêu nha, để mình review thử cho mọi người xem nha. Nước lèo ngon lắm mọi người. Nó sao ta, nó rất là vừa ăn nha. Rồi, sau khi nãy giờ chọn món thì mình chọn được món đậu hũ nè. Hủ qua, nấm gơm, cà bắp và đặc biệt là mình còn có món canh chua nữa. Đại thấy sao? Em thấy món ăn chay này cũng khá là đủ dinh dưỡng á. Để em test thử rồi. Cái đậu hũ á. Sao? Vừa ăn nha, giống như mình kho vậy á, kho thịt vậy á. Giống hương vị mẹ nấu không? Cũng gần vậy á. Rồi, vậy là quá ok rồi. Thôi bây giờ thì mình cũng ăn luôn nha các bạn. Chúc các bạn một ngày vui. Sau khi mà ăn xong bạn thì nói vậy thôi chứ anh em mình thì vẫn còn khá là khỏe. Hồi sáng rồi mình được cô kia là tặng thêm 20 nên là mình sẽ quyết định lấy 20 này để vô đây nha các bạn ơi. Đó, bỏ vô mọi người ơi. Ok, bây giờ anh em mình cố gắng tiếp tục. Giờ mình sẽ kiếm cái công viên nào nghỉ mệt là hợp lý. Đúng rồi, đi ngủ ha. Đi hai, mình với hai anh em mình vừa đến công viên luôn. Hôm nay là một bữa cơm rất là ngon của mình trong năm luôn á. Dù là mình khá là mệt luôn. Rồi bây giờ cho hai anh em mình nó nghỉ ngơi. Chiều thì tụi mình sẽ cố gắng bán hết vài chai nước suối nữa. Tối nếu mà ok mình sẽ có những chiến thực mới nữa nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Rồi sau khi đi súc miệng bên Suối Tiên xong thì trời đã trưa các bạn ơi. 11 giờ rưỡi trưa. Thì hiện tại tụi mình đang ở Vincom quận 9 các bạn. Kế Suối Tiên luôn nên ăn cái rồi có sức chơi tiếp. Và ở đây mình thấy là trên cái tầng bán cái đồ ăn có rất là nhiều quán đó các bạn. Mà mình ba thằng mình không có nào ăn hết mười mấy quán này được. Nên tụi mình có một cách các bạn, lấy hàng ra ăn. Tết tàn. Đây đây có mấy cái cửa hàng đó các bạn. Được tụi mình in ra và giấy như vậy nè. Mỗi người đều bốc một tờ, vào cái nào là sẽ vô đó, ăn trong đó. Chứ giờ ba thằng mình cùng vô BBQ thì ăn được có BBQ không à, đúng không? Đúng rồi. Ba thằng chia ra mới ăn được nhiều, trải nghiệm được nhiều. Lại hợp lý nè anh. Chơi vậy mới đã đúng không? Đúng. Có lựa kìa. Sukiya. Nó kế bên luôn hả? Qua bển luôn. Đây, Sukiya Tokyo. Và đây cái món Sukiya đây, cơm được cái kiểu luôn, chưa bán này là bao no luôn rồi vậy. Chỉ với 54.000 một tô cơm thôi. Nãy mình nên nói là mỗi người cho 5 xị các bạn, mà dĩ vô này thì tiết kiệm quá rồi. Cái gì buồn anh sẽ vô cái này. Thôi được không sao nè, cho em 5 xị luôn nè. Mà xài 50 thôi nha. Em xài hết, em ăn hết 5 tô luôn. 5 xị ăn được 10 tô. Rồi tiếp theo là tới lượt ăn. Em có mộng ước gì không anh, sẽ cố gắng đem lên đầu cho em bóp. Mấy nào càng lại càng tốt anh. Càng lại càng tốt hả? Đá bài thằng trưởng, nạp kẹt 20k. Subin BBQ quán nướng Hàn Quốc. Subin BBQ Hàn Quốc. À combo bò qua du hết 6 ta 49.000.
này mình có buffet hay là mình gọi món hả anh? Dạ, đây có buffet. À, có buffet. Buffet là nhiêu người? Dạ, 229 và 259 à. À. 50 luôn à, 490 là có bầu ego à. Có 490 nữa. Chắc là anh sẽ đưa em 500k và ăn 229. Cái gì? Em ăn 490 luôn. Rồi, cuối cùng là mình nha bạn. Có khá là nhiều cái cửa hàng mà không biết ăn cái nào thôi bạn, nên chắc là mình sẽ nhắm mắt mình bóc. Rồi, mình ăn này nha, cháu lạ nha. Ok, đây là món nét riêng cuốn Việt nha bạn. Đây, mình tới lẩu bò Sài Gòn rồi nha bạn. Nhưng mà mình phải qua bên đồ cuốn. Mình thấy này lạ quá nên mình mới bóc vô được các bạn. Bún riêu, bún đồ, các kiểu nè. Rất là đáng để trải nghiệm nha. Ok, vào quẩy thôi. Rồi nha, mình kêu cái best seller ở đây nè các bạn. Ở với kia thì mình đi trà sữa uống nữa, thoát bài luôn. Mình ăn nãy giờ mới nửa tô các bạn ơi, mà nó muốn chết luôn. Ăn mà tô chắc xỉu quá, không nổi đâu. Đồ ăn của mình cũng đã ra nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nướng. Mình nghĩ là miếng thịt bò của mình cũng đã chín rồi. Bây giờ mình sẽ gấp ra, chấm vào những số. Sau đó thì bỏ vào miệng. Ngon kìa, đã. Rồi món ra các bạn ơi. Mấy món này thường có mấy chục ngàn một phần như vậy thôi nên mình kêu hơi nhiều. Nhiều đây cũng có chừng 500k. Đầu tiên sẽ ăn thử bò bía gì nè các bạn. Bò bía chấm này nha. Mỗi cái này chấm một cái chỗ này nha. Đó. Thơm rau thơm, giòn giòn, sụp sụp. Mà không biết cái đỏ đỏ này là bía hay là cái gì nè các bạn. Rồi tiếp theo là bột lọc, có con tôm ở trong. Chấm nước mắm nha. Đó. Giống như Vũng Tàu các bạn, mình đang ở Vũng Tàu. Tiếp theo là gỏi cú tôm thịt, chấm đầy. Mỗi phần như vậy có mấy chục ngàn thôi các bạn. Rất ổn. Tiếp theo là gỏi cú thịt gà nướng, chấm nước gì lạ lắm nè. Nước mắm hay gì á. Gỏi cú thịt gà, cháo nước mắm mà cũng rất là lạ, rất ngon nha. Rồi, tiếp theo, phở cuốn. Quá là nhiều món lạ các bạn. Phở cuốn thì chấm với lại nước mắm đường. Như ăn bánh cuốn vậy. Rồi, cuối cùng là combo xung quầy. Thịt nướng nè, chảo tôm, chảo cá nè. Chả giò nè. Gỏi cuốn tôm thịt nè. Nói chung rất là ngon các bạn. Ăn vậy là quá đủ chất luôn à. Chất tuyệt vời. Làm thêm ly artiso hạt chia nữa nha. Bơ phẹt. Mình đã nghỉ chưa xong rồi. Người nó cũng đỡ đỡ rồi. Hồi nãy trời xém mưa lâm râm luôn. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ để anh Đại nó đi chung với anh em mình bán nước luôn rồi. Trên đường hả, thấy gì rồi ghé lụm các bạn. Còn có gì thôi. Yes. Chứ mình thấy hương lắm. Ba anh em mình bây giờ chứ sẽ không tách rời nữa. Ok, let's go. Rồi bây giờ mình với Tú tới chỗ hồ con rùa nha các bạn. Thì mình với Tú sẽ bán hết 4 chai nước suối còn lại. Còn Đại đang lụm bên kia kìa. Tội nghiệp luôn. Mình nhìn Đại mà mình nói thiệt anh em là muốn rớt nước mắt luôn các bạn. Nói thiệt luôn. Nên nhưng mà hôm nay tụi mình cũng sẽ cố gắng qua hết 25 giờ nha mọi người. Có thể ủng hộ một cái hứa hết á. Không biết anh có thể mua ủng hộ mấy chai. Một chai nước 10 ngàn anh. Một chai nước suối 10 ngàn á. Để em chai luôn nè. Hai chai ha. Dạ. Rồi, cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Đây. Hai chai cuối mọi người. Hai chai nữa là xong rồi mọi người. Cảm ơn. Để mình check in hồ con rùa cái nha mọi người. Rồi sau khi ăn xong thì tụi mình ghé cái Việt Găng Farm mấy bạn. Chỗ này có một cái farm ngựa, cừu rồi có cá lừa nữa nè. Để trải nghiệm chơi ngựa nha các bạn. Bên đây còn có cả cabin nữa. Hiện tại là cô Dĩ với lại cô An là nó đang làm quen với ngựa các bạn. Lần đầu tiên cưỡi ngựa là sao An? Dễ lắm anh ơi. Bơ phẹt không? Quá bơ phẹt luôn. Dễ. Dễ. Trước khi mà cởi được nó thì mình phải vuốt ve cho nó phơi nha bạn. Mình sẽ chải cho nó đã ngứa nha bạn. Mình làm quen với nó.
Và đặc biệt là đừng bao giờ đứng đằng sau, phía sau đít nó sút một cái là đi luôn các bạn. Cứ đứng bên hông thôi. Perfect. Rồi sau khi mình đã tăng được điểm thiện cảm lên 99-100 gì đó thì mình sẽ leo lên và cải ngựa nha các bạn. Mình cứ nắm ở đây và đút cái chân lên và leo lên đó. Và ngựa này rất là dễ các bạn, chúng ta chỉ việc kéo qua phải hay đi qua phải, kéo qua trái hay đi qua trái thôi. Con này hơi lì chút. Các bạn coi nè, mình điều khiển nó qua phải cho các bạn coi nè. Nè, qua phải nè. Thấy chưa? Kem cắt dễ nè, qua trái cái nè. Thấy chưa? Ôi, nó cúp đường mình kìa. Rồi, tình hình là cô Dĩ với cô An nó muốn gạ kèo solo các bạn. Chơi nãy giờ cũng được 5 phút á An. Ok không? Ok. Còn kia sao? Vô phẹt không? Thì đó giờ em dân đua ngựa mà. Vậy hả? Đúng rồi. Ok nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa là đua chưa? Là đua chưa? Làm sao để chạy dữ? Chạy kìa, chạy kìa. Tụi con nó chạy dữ hả? Bên trái, bên trái, bên trái. Mày buông tao gãy chưa? Tao mệt rồi nha. Ê, cái gì vậy? Tao mà cắn được cái tay mày một cái thì mày chết với tao. Tiểu hồn nghe con sen, buông tao ra. Tao hay tao lái kìa. An ơi, An. An. An ơi. Con em chạy kìa. Không phế mà là người cưỡi phế. Mình kìm hãm hết sức mạnh của con ngựa thì phải. Thật ra là nãy giờ là ngựa cưỡi em chứ không em cưỡi ngựa đâu. What the hell? Nãy giờ tụi mình đi bán thì bán sắp hết rồi mọi người. Còn hai chai à. Bây giờ em tính tiền đi. Bây giờ mình sẽ tổng tiền nha. Từ. Còn xe chai của em nữa. Chút đó em đi qua giữa bán coi coi được nhiêu. Ok thôi vậy đi. Tí nữa tổng tiền lại. Để bán xe chai luôn. Rồi tình hình là mới vừa cải ngựa xong ra ngoài đầu đường thì trời mưa rồi các bạn ơi. Mưa quá trời mưa luôn. Các bạn thấy không? Mưa râm 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 râm. Không biết giờ mấy một sao nó như thế nào nữa. Không biết là nó có tìm được công việc gì đó các bạn. Nó là một cái trải nghiệm giúp mấy đứa nhỏ nó lên người. Anh nghĩ là tập sau nên thả anh chị qua bệnh. Không anh, em chảy đời nhiều rồi phải không? Nên em vô 10 sao rồi điều đúng đắn nhất. Tập sau sẽ 10 sao nha. Cho mấy nhỏ nó với gì tuổi nhẹ chưa trải sinh đời không cho nó trải đi. Vậy à, quý sống đồng tiền hả? Đúng rồi, anh cho nó biết quý sống đồng tiền như thế nào. 300k mà sống tóc ngắm bây giờ các bạn. Còn sống ở giữa Sài Gòn nữa. Em 50k mới sống 3 ngày nè. Hả? Mưa rồi mọi người ơi. Trời ơi, giấy của tôi, che lại. Thật hủ rồi. Giấy mà ước là không bán được nha các bạn. Mình nghĩ là giấy hiện đại chắc phải ước rồi các bạn ơi. Mưa hơi to rồi, anh em mình phải dầm mưa thôi. Rồi thì trời vừa tạnh mưa nha các bạn. Chắc giờ mình đi bán đống với chai này chứ giờ mưa quá không lượm được nữa đâu. Rồi vô bán đi em. Tới tiệm với chai rồi mọi người ơi. Đi chắc cả buổi trưa mình kiếm được như đây mọi người ơi. Chắc đây cũng được 1.000. 4kg 2 là bao nhiêu tiền ta? 10.000. 10.000 từ đâu? Đi 1 ngày 10.000 không. 10.000 cũng là tiền mà. Từ bàn tay trắng lên mà phải sợ sao phải sợ gì. Yes. Hai cắm câu. Mình cảm thấy nguyên buổi trưa mình kiếm được 10.000 nó cũng hơi lỗ bạn, mệt. Đạp xe mệt như con heo. Thôi được rồi. Quá mệt. Sau khi mấy anh em mình bán ve chai về thì bây giờ mình sẽ tổng tiền lại một lần nữa nha bạn. Tố với đại được bao nhiêu tiền, tổng tiền lại đi. Dạ. Em thì có 45. 310.000. 310 với 45 là mình còn 355.000. Đúng rồi, 355.000. Đây tới tối là mình sẽ còn một khoảng thời gian dài nữa. Kiếm về làm thêm đi anh. Kinh doanh. Em đội trưởng em suy nghĩ gì? Em muốn làm gì? Theo như em nghĩ á thì em thấy phố đi bộ của anh nó hay có hát hò đồ. Rồi mình kiếm cái gì đó mình bán nữa. Kiếm hợp lý không? Nhưng mà ai hát? Anh hát. Anh hát hay mà. Kiếm không thì em sẽ hát giùm luôn. Rồi ok, vậy thì được. Còn kiểu đồ đi kiếm chắc để mình xung phong nha các bạn.
cho mình nhưng mà vấn đề là bây giờ mình đâu có biết, nếu mà bây giờ mình thuê loa không biết bao nhiêu, bây giờ mình phải đi hỏi. Đúng rồi, giờ mình phải đi hỏi thử. Nói chung là hôm nay thì Tú làm đội trưởng nên là thôi mình theo thằng em mình luôn nha, bạn chơi hết mình theo thằng em mình luôn. Đúng rồi, tin tưởng đi, tin tưởng đi. Mình phải tin tưởng đồng đội của mình. Ngày mai chúng ta sẽ giàu thôi. Quyết tâm. Yes. Rồi tình là bên ngoài mưa lạnh quá các bạn ơi, nên tụi mình quyết định là vào trong khu vui chơi trực tuyến cho nó ấm nha. Tại vô trong đây được cấp cái áo áo ấm nè các bạn. Ủa là sao, áo ngoài lạnh rồi vào đây còn lạnh chứ thai mà anh. Không, mặc áo là vô ấm lắm em, với lại chơi trực tuyến đó vận động. Ok, nói chung là tụi mình sẽ review khu trực tuyến tại Sài Gòn nha các bạn. Đây, cầm cái ván này lên và chơi trực tuyến. Chỗ này nó cũng không có lạnh lắm các bạn ơi, rất là ok luôn, rất là vừa để chơi luôn á. Nè, như vậy nha. 3, 2, 1, action. Lại quá. Thôi tốt rồi, chơi vậy là quá đi vui rồi. Không, đi chơi bọc tay nha mọi người. Ngừ tuyết, ngừ tuyết nha mọi người. Rồi nãy giờ ba anh em mình chạy với tốc độ 190 trên con đường này thì cũng kiếm được chỗ thuê loa rồi nha mọi người. Nhưng mà không biết là giá bao nhiêu thôi. Nếu mà giá ổn thì mình chơi tắt tay luôn anh. Em thấy trên mạng người ta bán rất là lời. Nhưng mà anh thấy anh hát cũng chưa ổn lắm rồi nha. Một là anh cứ hát được rồi em nghĩ bắp binh là bao bảo đảm là có quá tiền. Đã luôn rồi bạn ơi. Em sẽ nhảy trên Vinhouse. Một là lên hương, còn hai là đi luôn nha mọi người. Chơi luôn. Hồi nãy thì ba mình ghé vô chỗ thuê loa các bạn, nhưng mà chỗ đó không có cho quay. Anh em mình thuê loa 300k, bây giờ còn 55.000. Khá là mệt luôn. Tại vì trời nắng mưa thất thường, có lúc mình đang đi thì hồi nãy cũng ghé vô chú mưa các bạn, xong rồi lại đi tiếp rồi lại mưa, nên là bây giờ thì tối hù luôn. Không biết tí nữa có mưa nữa hay không nữa. Nghĩ là không đâu. Cầu nguyện thôi. Còn nếu mà mưa thì sẽ là căng các bạn. Nếu mà mưa thì chắc anh em mình sẽ lỗ vốn á. Bây giờ giao cho Đại đi mua cái gì đó đi. Em xác định muốn kinh doanh gì thì em mua, anh tin tưởng em chơi. Em cũng tin tưởng Đại. Okay. Đã có hứa trong đầu mình rồi. Anh tin tưởng em Đại, chú bé Đại của anh vô. Chú bé Đại. Ê. Rồi sau khi chơi trực tuyến xong thì bên ngoài bắt đầu nó hết mưa rồi các bạn ơi. Nên chắc là sẽ đi ăn. Vì đẹp thấy có cái tòa nhà rất là cao luôn, landmark 84. Rồi tụi mình đã đến được landmark 81 các bạn. Tòa nhà giúp chúng ta gãy cổ. Tòa nó cao kinh khủng luôn kìa. Đúng rồi, mỗi lần nhìn vô là thấy mỗi cổ anh à. Và đây là lần thứ hai rồi. Bữa tụi mình có tập là 24 giờ ăn theo bill là đã lên đây rồi. Nhưng mà lần đó là có hào. Đúng rồi anh. Lần này mình kích nó ra hỏi team 10 sao mình rồi. Ba thằng mình là dẫn lên. Đúng rồi. Là chỉ có nó không được lên thôi. Mà lỡ đặt cấp khác rồi. Chắc giờ nó đang hắc xị đó các bạn. Bây giờ thì vào chơi thôi. Let's go. Trong cái Vinbia 5 sao này thì tụi mình hôm nay sẽ ăn cái nhà hàng bên kia, nhà hàng hôm bữa ăn nhà hàng khác, hôm nay ăn nhà hàng khác nha, review nha. Ok, hiện tại mình đã tới Bách Hóa Xanh rồi nha các bạn. Vô kiếm gì mua ơi. Trọng trách hả? Phố đi bộ thì mình bán cái gì ta? Đậu phộng hả? Mình nghĩ chắc mang đậu phộng đâu mọi người. Đi phố đi bộ thường ta đi người ta mệt chứ chắc ta thèm ngọt á. Chắc cái bịch kẹo chúc ba chúc này mình nghĩ là khá là ok á. Một bịch 12.000. 10 cây. Quất 3 bịch. 3 bịch là 36.000 nha. Mình có 55.000 lận. Ok, đi tính tiền thôi. Mưa quá rồi mấy bạn ơi, lẻ lẻ. Ơn giời, Đại đây rồi. Từ nãy giờ thật sự là mình ngồi đây không phải gì không? Tại đang mưa nên ngồi chứ có ngồi có đúng một chỗ này để chờ Đại vậy các bạn. Đi ra ướt cái lò nữa. Là hát không đủ tiền đền luôn. Em thì em đã có một cái đầu tư. Tức là một kẹo chúp ba chúp để bán. Đúng một vô. Bịch 12.000, mình mua 3 bịch là 36, còn dư 19.000. 19.000. Vậy là mình bán bây giờ mình bán một cây bao nhiêu? Mình bán một cây 5.000. Là 30 cây là 150. À mà tiền lo mình mướn 300, vậy là mình lò lời được 150. Thì mình mua mình bán tiếp. Ý là mình vậy có 150 rồi mình bán tốt tiếp. Rồi, nếu mà bán không hết thì tốt rồi. Lỗ
vừa hát vừa đi bán lỗ 150 có vậy bạn. Anh phải nghĩ cái đường mà chúng ta lời chứ không phải nào nghĩ mà lỗ được. Với cái giọng hát của anh thì em cũng biết rồi, khả năng cao là hôm nay ế. Mấy cây 10 ngàn nói chung là tụi mình bán hết ống kẹt cho mình mua tiếp, bán tiếp bán tiếp vô ok hẹn, vô nếu hẹn mà nha. Mình được may mắn được ủng hộ mình sẽ bán tiếp nha các bạn, còn không thì tối nay ăn kẹo luôn. Chơi á bạn ơi, hết mình là đợi. Yeah yeah. Và tụi mình quyết định là chọn lầu 66 để ăn phở chọc trời nha các bạn. View rất là tuyệt vời luôn. Đây là view Sài Gòn về đêm nha mọi người. Đây toàn là đèn và đốm thôi, rất là nhiều. Có nhìn xuống dưới được không? Ôi mẹ ơi, ai say xe đừng có lên nhìn cái này nha bạn, sao sẽ bị say xe online á. Nói chung là lên lầu 66 thì chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn của Oriental Burger. Và đầu tiên vào chúng ta sẽ được mỗi người một ly nước welcome the boy. Ly rượu chào mừng hả? Yeah. Không phải rượu đâu, nước gì ngọt ngay à. Em có nghe nói là nước táo với quên. Hả? Giỏi à, em giỏi vậy. À táo cộng với dâu. Đầu tiên thì mình sẽ chảy cái hang này lên vậy mấy bạn. Bánh mì này thì được ăn miễn phí, bởi vì trong lúc chờ món lên lâu nên mình sẽ được ăn cái này để đốt thời gian các bạn. Không biết mình nhìn đây mình chưa thấy được mấy hàng một sao không ta? Chắc có là kiến. Không, nó quá nhỏ, số quy định. Chắc là mấy hàng chỗ mà mấy đám mình nhỏ 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 là nó. Rồi đầu tiên thì mình sẽ ra cái tô phở bò Wagyu trước các bạn, phở chọc trời. Phở này được làm từ thịt bò Wagyu, được nhập khẩu từ Úc. Rồi nước xương hầm xương này là được hầm từ xương bò Wagyu luôn, hầm trong 48 tiếng. Wow. Cái chị nhân viên nói vậy thôi chứ mình không biết có phải không nữa. Nên mình sẽ trải nghiệm thử vậy bạn. Hấp thử miếng nước dùng cái 48 tiếng hầm xương bò Wagyu là như thế nào. Đậm đà, ngọt, giống phở bà Nam Phụng nhà mình ghê luôn. Đồ hơi đó ngọt lắm các bạn, ngọt ngon lắm nha. Phở bà Nam Nội. Tô phở chín tầm 90k mà nó phải khác chứ. Ăn thử sợi phở nè, bỏ thêm miếng nước vô nè, review luôn nè. Nó thổi giùm anh á. Cái sợi phở nó mềm mịn, rất là mỏng luôn. Rồi tiếp theo là thịt bò. Hỏi. Của ai cũng có phần hết rồi, em ăn gì ạ? Dạ em ăn bánh mì. À bánh mì thì chờ 1 tí nữa ra nha em. Rồi trong tô phở cũng có cả này, chắc là đuôi bò các bạn. Được tặng một cây giò cháu quẩy. Còn đây là được combo hay là một cái tô nạm hay là đuôi bò gì nè các bạn. Thử luôn nha. Béo, giòn giòn. Có phần cắn là sực sực luôn. 950k nha các bạn, rất tốt. Rồi tiếp theo là dĩ review này gì? Ngon. Ở trên thì có một cái hai cái bánh dòng gì đó, ăn nó có lẽ gì á? Không đúng, hình như đó là khoanh mực. Uống chấm tương rồi nó còn cảm nhận gì được hương vị đồ ăn? Khoanh mực hả? Hành chiên giòn. Cái củ hành chiên giòn. Trời ơi đúng bài rồi. Ồ, còn cái bánh ở dưới rồi. Đúng rồi nó đó. Không có. Ồ nó không có luôn hả? Không. Ờ vậy nó bị nó chưa đứt ra em. Hà lúa vô người lận. Nó có thịt xông khói, rồi thịt bò nướng, rồi bánh, rồi phô mai, rồi bóp cải, cà chua, khoai tây, rồi hành chiên. Rồi ở đây thì có chén xà lách trộn. Ngon không? Ngon anh, ngon hơn bà Bảy với bánh hamburger nhà em buổi sáng. Đúng rồi, cứ nói mình nói ngon hơn đi, mình mà nói ăn mà khu bà Bảy là bà Bảy lên giá 70 ngàn một phần là khỏi ăn luôn á. Bánh mì Việt Nam mà nó bự vậy hả? Đây để em cầm lên so sánh nè. Nó bằng luôn cái khuôn mặt của em á. Anh tính ra là bánh mì Việt Nam nhìn ngon hơn cả cái hamburger của quần dĩ nữa kìa. Đúng không? Hamburger em ngon hơn. Vậy hả? Đúng rồi. Để em ăn topping đi. Thịt nướng. Thịt nướng anh. Cắn luôn bánh mì vô đây. Theo cảm nhận của mình á, bánh mì này ngon hơn ông chính kế bên nhà em bán bánh mì luôn. Chính kế bên em bán gì ổ em? 12 ngàn ổ. Em nói là bán ngon hơn ông chính là đúng, em ông chính ngon hơn là ông chính là 12 em lên 120 sao. Nói chung là đồ trên đây là luôn luôn phải ngon hơn dưới mặt đất nha các bạn. Công ở dưới là lên giá là mệt lắm á. Trên đây nó mới có giá như vậy. Phở chọc trời, phải có giá chọc trời. Vậy là bánh mì chọc trời nè, con này là hamburger chọc trời nè. Hợp lý không? Ok, rất là ngon. Ok, nói chung là bữa ăn tối của ba đứa mùa sao tụi mình là chỉ có như vậy thôi nha các bạn. Đơn giản không cầu kỳ, giữ món ăn dân dã. Như quả tinh trời. Rồi bây giờ thì ba anh em mình đã tới phố đi bộ nha các bạn. Mình ra đây thì cảm giác quá đông người luôn các bạn. Nhưng mà đã chơi rồi phải chơi cho tới. Đi
Yes. Giờ mình hát dở cũng chơi đó. Còn có 19 ngàn thôi. Nên phải chơi. Xả lén cho tôi. Rồi bây giờ là bắt đầu là ban mình chơi luôn các bạn. Bây giờ là mình sẽ hát xong lại cầm cái lo xuống thì Tú quán kẹo. Lên nhạc nha các bạn. Anh em mình bán gần hết kệ rồi bạn ơi, nên chuyển sang phương án mình đi mua nha. Mình chắc mua khoảng 6 bịch nữa. Nãy giờ là em bán được nhiêu rồi? Bán được 130 ngàn anh. 130 là đủ vốn với ta. Mình vốn mình là tới mướn cái lo hết là 300 mấy bạn. Mua hết kẹo cho anh. Mua tiếp. Mua hết đi. Mua hết luôn hả? Mua hết luôn. Hai chờ lại mấy chục tối được rồi. 100 ngàn mua là đủ rồi. Chờ lại tiền lẻ đi. Chờ lại tiền lẻ để hối. Ok. Ok anh em mình đi mua tốc độ của bạn Hờ. Mấy cái chị này quen lắm bạn. Chị ơi, em hiện tại đang thực hành cái thử thách bán kẹo ở phố đi bộ á. Rồi chị mua giúp em đi, em hanh chiêu nhiều. Em nhìn chị này là biết người tốt rồi bạn. Hai cây 10 ngàn phải không? Dạ ok. Ok. Rồi em cảm ơn nhiều. Ok. May quá mày ơi. Chị đúng là người tốt các bạn. Chờ nãy giờ chưa về nữa. Tôi trở lại rồi đây. Đạp xe nãy giờ thấy nó giảm cân. Bữa nay đi mấy ngày mình muốn nhận nó không ra luôn bạn. 8 bịch 96 ngàn. Còn 4 ngàn. Anh em tiếp tục đi. Còn bao nhiêu ta? Vậy là mình bán 8 bịch đó à. 8 bịch là 80 cây nữa nha các bạn. Bán rồi. Rồi cố lên, bật lo, lên nhạc, chơi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên chỗ phố đi bộ để trải nghiệm cái xe buýt 2 tầng nha các bạn. Có ô tô nhưng mà đi trải nghiệm xe buýt 2 tầng vậy nó mới chắc. Mùi sao à? Tao thấy nào công an cặp giống thằng Tú quá mày. Ơi Tú chụp hình với bé nào kìa. Ơi Tú kìa. Ơi Tú với nào anh hay gì vậy? Tú với nào à? Xong cha luôn. Làm việc như vậy là tốt các bạn. Có làm mới có ăn. Mình lên xe buýt 2 tầng nha các bạn. Và tụi mình chọn tầng ở tên Ngắm Cảnh Sài Gòn. Giá vé là 150k một người nha. Coi là mình đi vòng qua bên kia cái mình thấy mấy thằng một sao nó hát hò đằng kia không? Quá tuyệt luôn. Nói chung là cái xe buýt mui tràng này sẽ chạy khoảng 45 phút và vòng về chỗ cũ các bạn. Chúng ta sẽ đi được nhà Hờ, Sở Thú, rồi phố đi bộ Nguyễn Huệ được các kiểu. Đó, cứ từ trên cao mình nhìn như vậy thôi. Ở đây giống châu sáng mình bốc khắp của bạn. Nhà Hờ Đức Bà họ đang sửa chữa rồi. Đừng cái trên đây mát. Mát hả? Đúng rồi. Mưa cái nữa là tốt rồi. Mà không nữa. Nãy giờ mình bán rồi tổng cộng được bao nhiêu tiền người ta? Tổng cộng là ba mình kiếm được 389 ngàn. Nãy kiếm cá là ok hả? Đúng rồi. Hồi nãy cái lo là mình chở gì nè bạn. Giờ mình rèn lại mình trả cho người ta nha. Rồi hát xong hết rồi. Mình muốn có một đêm mà. Ok. Đi anh em. Ok hiện. Ủa đi đâu ạ? Chắc đi đái á. Hiện tại anh em mình đã tới được quán lẩu gà lá é giả chiến nha mọi người. Đói bụng quá chắc vô ăn lẩu gà thôi. Let's go. Ok, trong quán lẩu gà lá é thì mình thấy chỉ có hai combo thôi nha mọi người. Một cái là xong kiếm hợp bích được tặng 2 chai nước ngọt. Còn một cái là tao quốc chiến nghĩa được tặng 3 chai nước ngọt. Đây mình đi ba người chắc mình chọn tao quốc chiến nghĩa. Đúng rồi, hợp lý á. Thôi đi ông cốc ơi. Xong kiếm hợp bích nha mọi người. Cho nó tiết kiệm. Sau khoảng 5 phút thì lẩu gà của mình cũng ra rồi nha mọi người. Như đây là 223 ngàn. Được tặng 2 chai nước ngọt. Quá đã. Chắc khai tiệc cái túi rồi. Chừa cho anh Hào nha. Vô. Vô. Lẩu xo luôn mà ông Hào ông đi lâu lâu dữ ta. Chắc ổng đi dễ rồi chứ ổng không có đi đái. Vậy là hai anh em mình phải mạn phép review lẩu gà lá é rồi mọi người. Ê ui. Cho gạo vô tu. Cho gạo vô. Trời ơi bẻ không có bài bản hết nè. Đó bỏ
vô. What the hell? Cái gì vậy? Đó, đậy nắp lại. A few moments later. Ăn thôi, cài đào. Chính người em ơi. Quá đã. Thôi mình xin nhá. Một chắc phải chừa phần cho thằng Miu à mọi người ơi. Trời ơi, mốt không có cục thịt nào hết, tốt dữ rồi anh. Thì tự gắp với em rồi, tôi có tay mà. Ngon miệng. Thủ tục, thủ tục. Vô. Vô. Rồi sau khi đi xe bus xong thì tụi mình cảm thấy khá là mệt mỏi luôn bạn, nên đặt khách sạn và ngủ luôn nha. Phòng khách sạn này là khách sạn 5 sao. Wow. Khách sạn La Vela. Là vì em. Ồ, khách sạn này thì có cái là nhà tắm. Một người tắm, ba người vui nữa bạn. Rất tuyệt. Rồi cái bồn cầu này cũng rất là tuyệt luôn. Ủa? Cái này là gì vậy? À cái này cái phòng tắm thôi à, thêm một cái phòng tắm. Thêm một cái phòng tắm nữa. Con này là gì? Nhà cầu á. À cái này nhà cầu. Ờ, nhà cầu với điện thoại nữa. Giỡn hoài. Giờ coi điện gì nấu cháo hả? Nghe em nằm ở cái giờ không em? Nằm khá là thẳng người luôn nha, tối giờ nằm vậy là thẳng người ra, đó đúng rồi vậy đó. Trời ơi mẹ ơi, có cả bàn làm việc của giám đốc nữa. Làm cái ký tên coi. Rồi, phía bên ngoài view sao đây? Thành phố về đêm hả? Ngoài đây mình cảm thấy rất là nhộn nhịp lắm bạn. Nghe âm thanh xe cộ chạy quá trời chạy luôn. Nên tụi mình quyết định vô trong ngủ. Vâng. Rồi, tắm rửa sạch sẽ rồi các kiểu bạn ơi, đi ngủ thôi bạn ơi. Khoan khoan, trước khi đi ngủ, hãy để em thể hiện trình ảo thuật cho anh xem. Nani? Một người tắm là ba người vui. Chúc mọi người ngon miệng. Ngủ ngon. Nãy giờ tụi mình chạy cũng quá trời mỏi chân bạn, hôm nay quá mệt rồi. Chắc là tụi mình sẽ nghỉ ngơi ở đây luôn. Tá túc một đêm ở công viên nha mấy bạn. Chờ chỗ này nhìn đẹp quá. Đúng rồi, nhìn khá là sẽ chảnh luôn á. Như không khác gì sao. Không biết là ngủ ở đây có sao không, tại vì cũng là lần đầu tụi mình ngủ quá bạn. Ở đây là công viên Tao Đàn đúng không? Chắc vậy anh. Đêm đầu tiên của ba anh em mình thì chắc ngủ công viên thôi các bạn. Chắc ngày hôm sau chắc ngủ khách sạn á. Nhưng mà mình thấy là ở đây tự nhiên trống trải mà cũng sạch sẽ, mà mình không thấy có ai vô gia cư ngủ. Không biết mình ngủ rồi đêm, không biết có bị đuổi đêm không. Nhưng mà chắc là hai hàng này ngủ mình cũng sẽ ngồi canh canh, tại vì sợ mất xe đạp với bắt đồ. Nên là mình cũng sẽ chập mắt tí rồi, nghỉ lưng thôi các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Rồi bây giờ thì chúc các bạn ngủ ngon mọi người. Hôm nay chắc là một ngày ngủ rất là ngon á. Bye bye mọi người, chúc mọi người một ngày vui. Hello bạn nha, bây giờ là 4:42 sáng. Mình đang ngủ thì có ông nào chạy xe nẹt bô ngang các bạn. Tối qua lạnh quá, phải đắp thêm cái áo, còn nãy thì ngủ. Cái này tủ các bạn ơi. Nào chạy xe nẹt bô ngang to quá các bạn, là mình giật mình. Giờ thì mình nằm mình ngủ tiếp, đợi hai nói dậy luôn, nằm nghỉ lưng các bạn. Trời sáng rồi nha bà con ơi. Tại đang ngủ nha bạn. Dậy em yêu. Ê. Ho được nữa. Tối mới ngủ ở đây các bạn ơi. Em ơi. Tối qua ngủ sao đây? Tối qua ngủ ở đây thì cũng ok á. Nhưng mà về kiểu sáng sáng á, người ta đi bộ nhiều đi. Cái đốc. Nhưng mà có mũi nha. Cắn cái giò em. Tu nằm trên đây ngủ sao em? Cảm nhận ngay. Trời ơi là trời. Đây nè bạn ơi, cho bạn coi nè. Thật sự là tối hôm qua mình ngủ ngon quá, mình không để ý các bạn ơi. Ở đây quá trời mũi, chích bấy cái chân luôn các bạn ha. Máu không dính luôn. Ngủ ở đây thì nói chung là có thể là do mệt quá, xong tụi mình ngủ ngon nữa. Tối nằm trên đây thì khá là ok các bạn. Còn mình nằm ở dưới đây thì
do cái gạch nó kiểu nó cứng các bạn, nó hơi đau lưng xíu rồi, nhưng mà nó ngủ khá là ok. Tốn với tổng tiền lại là mình còn 166 ngàn. Bây giờ chắc tụi mình sẽ kiếm cái gì ăn nhẹ nhẹ buổi sáng, xôi hay là bánh mì đó, rồi tụi mình sẽ suy nghĩ xem là hôm nay tụi mình sẽ đi đâu chơi tiếp nha các bạn. Rồi tại sáng thì tụi mình lại đi ăn sáng nha bạn. Và ăn buffet. Ở khách sạn hay đa số là cứ buổi sáng là ăn buffet thôi, không có lấy món nào lấy nha. Vậy đây vậy lấy bún, mấy cái thịt thà rồi các kiểu. Ăn cũng lấy rau rác đồ. Còn mình thì đa số mấy món ăn ăn liền các bạn. Đây. Thấy có là bánh bao Mã Lai nè, bánh món này mới sẽ review thử nha. Review cũng khá là ổn các bạn. Rồi review thử cái bánh bao Mã Lai nha các bạn. Thấy lạ mình lấy ăn thử coi nó như thế nào. Nó có một cái cục gì đó tay nho hay gì cái giữa nè. Ăn nó giống bánh bánh bột làng đó các bạn. Mình dẫn lính ngái nguyên đêm của mình đi tắm cho nó trị bệnh ngái đêm nha các bạn. Ôi nó kéo mình đi tới ngoài Hà Nội luôn á. Hên là mình tỉnh giác mình mới trở về Sài Gòn được á. Em còn tưởng đâu tối em mơ vào được cánh đồng ruộng có tiếng bọt kêu lúc phía chiêu anh à. Rồi đó. Rồi bây giờ cho thằng lính mình trải nghiệm hồ bơi vô cực nha bạn. Rồi xuống trải nghiệm đây, anh quay cho em nè. Hồ bơi vô cực là hồ bơi mà chúng ta nhìn đi về là không thấy cái hành hồ, bạn có thể lao xuống dưới ngoài kia luôn á. Quá. Ở đây có cái hành hồ nha bạn. Ở đi ngắm thành phố. Lạnh không nổi anh ơi, lạnh quá. Review không có tâm gì hết các bạn. Xoài khúc mặn. Ăn cái này không anh em? Ăn xoài đi. Ba anh em tụi mình quyết định ăn xoài khúc nha các bạn. Sau này ngay lần đầu không biết. Một phần bao nhiêu vậy? Một phần 10 ngàn. Một phần 10 ngàn. Mình ăn 3 phần đi. 3 phần 30. À 3 phần. Cho nó chẳng tiền. Ok. Rồi ok. Cuối cùng thì ba anh em của mình cũng đi kiếm được một cái view hồ khá là đẹp nha. View triệu đô. Chắc làm bậy một gói xoài đi no bụng nha các bạn. Ủa đang còn bao nhiêu vậy Tú? Ăn xoài xong còn bao nhiêu tiền? 136 ngàn. Hôm qua giờ anh thấy em đi du lịch mà không đi du lịch chứ. Giờ anh muốn đi du lịch quá mà còn 136 ngàn, về đi đâu chạy. Vậy 136 ngàn không đủ đi đâu. Anh muốn đi du lịch hả? Chứ là em muốn 2 năm 10 giờ du lịch toàn đạp xe đạp thôi. Bây giờ em hỏi anh có muốn ăn sen ở sướng không? Muốn. Có muốn đi du lịch đúng nghĩa không? Muốn. Vậy thì ba anh em mình ăn hết hộp xoài này và đi theo hai tụi em ha. Rồi sau khi dẫn dĩ bơi xong thì mình dắt nó ra ngoài trời để sưởi nắng. Tắm nắng. Tắm nắng hả? Đúng rồi. Và ở đây mình thấy có cái cửa bắt chợ Bến Thành vậy bạn. Vào trong đó review coi chợ Bến Thành có gì trong đó. Mình đi Sài Gòn hoài à, lần đầu tiên ghé vào đây nha, chầu thử chơi thử luôn nha. Rồi sau khi đi dạo một hồi thì tụi mình ghé ăn chè cho bạn. Chè ở đây thì chè hái, rồi chè hút nốt, rồi chè nhãn, rồi sâm bổ lượng được cái kiểu khoảng 25-35 ngàn gì một ly nha bạn. Quất quá bắt đầu đi đến địa điểm tiếp theo nha. Rồi, nói chung là trong chợ Bến Thành đa số là bán mấy cái đồ để dành cho người nước ngoài khách du lịch được ta mua các bạn. Mấy cái khẩu cảm, mấy cái đồ quần áo được các kiểu. Mình vô đó mình không biết mua gì hết. Sài Gòn thì có nhiều chỗ chơi đó các bạn ơi, nhưng mà thời gian không có cho phép. Nói là mình đi như vậy là di chuyển được các kiểu cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ rồi. Không kịp thời gian để review hết cái Sài Gòn này đâu các bạn. Muốn review Sài Gòn này chắc chơi phải 7-9 ngày. Rồi sao dắt anh tới đây làm gì vậy? Có làm thì mới có ăn anh. Giờ mình vô mình xin việc thì mình làm thôi. Ôi, tôi có nhận 5 cụ bán không con? Tôi đi chơi ăn đó nha. Dạ rồi, cảm ơn cô. Cô nói là
cô thì đang bán cho bà chủ đi chơi rồi, ngày mai ghé hỏi coi. Dạ anh cảm ơn ông. Dạ. Rồi sau khi đi chợ Bến Thành xong thì khá là đói luôn bạn, nên tụi mình quyết định là sẽ ghé ăn cơm nha. Và quán cơm lần này sẽ ăn quán cơm Mười Khó của nghệ sĩ Trường Giang. Trải nghiệm luôn. Và mình sẽ review những cái món cơm quê. Chúng ta sẽ có canh chua cá bớp chuối nè, rồi măng nè, rồi cá bớp đó. Rồi còn cái này là rau cà tập tàng, là mấy cái rau tập lum tập la lại gọi là rau tập tàng mà. Sườn kho, xá xíu, gỏi bích non, cơm. Còn cái này là nước lã nha, cái nước lã để ăn với bánh tráng chứ không phải là chan vô cơm nha các bạn. Chan vô cơm phải có thằng Hảo ăn thôi. Sao cứ nhắc Hảo cá xì nữa. Không biết là giờ này tụi nó bên một sao có cơm ăn không ta, chắc nghĩ là có. Em nghĩ là có chứ, với kinh nghiệm thằng Hảo anh lớn mà không dắt được bọn nhỏ, không có cơm hơi kỳ á. Như lại nó có 300k lượng. 300k thì anh tiếng Anh là có 300k thì một ngày anh xài 100.000 thì quá đủ. Dạ đúng rồi, cứ sáng cứ sáng ăn mì trưa mì. Đúng rồi, sáng mì gói, trưa bánh mì, rồi chiều bánh tráng trộn cũng được là cũng đủ rồi. Quá hợp lý luôn á. Ok, review thử cho bạn. Đầu tiên là rau tập tàng. Rau này ăn ngon là chỉ thử cái coi vậy. Trời chấm luôn, ăn ngon luôn mới trải nghiệm được cái vị rau phải không? Nhẫn nhẫn à. Đúng rồi, ngon mà. Nghe rau gì vậy ta? Lão rồi. Rau rừng. Tiếp theo là rau tập tàng chấm với lại mắm nêm nè. Đó, rồi ăn nè. Trời trải nghiệm em. Mấy cái rau này em thích lắm anh. Sao? Chấm với mắm nêm ăn được nha, ngọt ngọt. Nhưng mà mắm nữa không? Có nhẫn nhẫn không? Mình nhớ bay luôn cái mùi nhẫn nhẫn anh à. Đúng rồi. Tiếp theo là gỏi bích non nha. Đâu mà. Giống bà ngoại mình làm ghê các bạn. Ngon á. Mít non em tưởng là nó sẽ đắng á. Mít non gọt hết vỏ ra, sắc ra từng khúc cho đem luộc mà. À rồi, biết. Nó đậu đắng được không? Nói chung là rất là good nha bạn. Cầu mong cho bên một sao có đồ ăn. Rồi hello các bạn nha. Bây giờ thì tụi mình tới tiệm cơm gà và tụi mình quyết định là ăn cơm gà. Sáng ăn con tí xôi các bạn, quá mệt. Bây giờ là có thịt mới giật được đạo. Ăn xong tụi mình sẽ cố gắng đi tìm việc tiếp nha các bạn. Trời. Cái cảm giác á, mấy chục tiếng mà giờ mình mới ăn được hộp cơm mà còn được ăn đùi gà nữa. Ngon quá. Trời, cảm giác như mình ngon đang lên mây vậy á mọi người. Cơm á, nó béo mà gà nó ngọt thịt. Trời ơi, đã thiệt. Cảm ơn cô. Vậy là còn nhiêu không? Còn 26.000. 26.000 mà bây giờ nếu mà tụi mình cố gắng đi xin việc tiếp nha bạn, chứ 26.000 thì tối nay tạch rồi, kinh doanh cũng không thể nào kinh doanh được đâu. Thôi, cố lên. Đây. Tự nhiên kêu ca, vô rồi. Bây giờ thì tụi mình đang đi tìm việc làm nhưng mà trời thì tiếp tục mưa nữa các bạn ơi, mưa rất là to luôn. Tụi mình phải tấp vô đây để mà trú mưa tiếp. Trời cũng gần chiều rồi, khả năng cao rồi tụi mình sẽ có tìm được việc nhưng mà sẽ cố gắng chơi hết mình nha mọi người. Ê, ô nước mưa chết chùm tay không anh? Hợp lý á, uống ngay đây. Ba anh em của mình bây giờ vừa tới ga Sài Gòn nha mọi người. Bây giờ là rất là mệt luôn, hai cái chân gã gời luôn bạn. Cái này là 50 giờ đạp xe đạp ở Sài Gòn nha các bạn. Giờ mình chỉ muốn về Bình Dương thôi các bạn. Thôi bây giờ mình tham quan ra Sài Gòn một xíu nha mọi người. Chứ tiền đâu dài. Chắc đứng nhìn thôi, nói vậy chắc đứng nhìn với mệt. Thôi vậy lên chiếc xe lửa nó dài kìa. Tú ơi, em có thấy Sài Gòn qua lệ không? Thấy không? Qua cho 10 sao còn lệ là cho hai anh em mình với thằng Đại á. Còn số tiền cuối cùng của tụi mình thì mình mua hai chai nước là 24.000 nha, có mì 6.000 nữa là 30 các bạn ơi, có mì này mà bán 6.000 các bạn. Lần đầu mua 6.000 khó hiểu thật sự. Còn có 1.000 một các bạn. Cho lì xì đại đi. Lì xì em nè, em uống. Rồi ok, tụi mình đã ghé được cái quán cà phê mèo nha các bạn. Quán này có rất là nhiều mèo. Như đây là con mèo mà nhìn như sư tử luôn đấy bạn. Bạn nhìn nó ngầu kìa. Tên đó là Chip, nhập từ Thái, đang bán các bạn, đã tiệt sản luôn, hàng gì nó bù. Sư tử mà bị bù.
Còn ở đây chúng ta có Hằng Quỷ Diệt. Hằng Quỷ Diệt này là có cái dây màu xanh, các bạn thấy cái dây cổ không? Cái dây màu xanh là con mèo nguy hiểm nhất á, bởi vì nó có thể cắn á. Mình coi cái mặt Hằng Quỷ Diệt cái coi. Gì đây? Thi lên kia chơi. Ở Hằng Quỷ Diệt nha các bạn. Rồi ngủ tiếp rồi. Ôi ơi, Hằng Quỷ Diệt này mặc áo cu cu là sao? Hả? Đó nè. Mày buông tao ra chưa? Tao mệt rồi nha. Em dám ẩm Hằng Quỷ Diệt là búng tay cái bạch. Tan biến. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Mặt nó phản diện kìa, thấy không? Nửa đen nửa trắng. Nhìn ngầu ghê luôn á. Nó dạng như là nó tu tiên nhưng mà nó bị tao nhập tâm ma. Không biết tu tiên là gì. Hả? Cái loại mèo bị chi cũng máu rồi các bạn. Nếu các bạn mà vào cà phê mèo mà các bạn muốn gặp hết tất cả các con mèo dễ làm y như mình nè. Đem hai mâm đồ ăn ra và kêu mấy con mèo lên. À mấy con ăn nè, thiếu bé nào nữa là đây, là đây. Come on, come on. Sóc vàng, sóc vàng ơi. Mới có 30 giây thôi mà mấy bé nó đã nhìn mình với một cái ánh mắt hèm khát. À không phải đâu, cái dĩa này hèm khát, cái dĩa này không phải hèm khát mình đâu nha. Con mèo này mặt nó ngáo ngáo nè, mình sẽ cho ăn luôn. Con sợ kìa, nó sợ mình cho ăn cái gì giả thì phải. Ăn đi. Hay là vậy? À, mình cho mèo ăn đó là mình phải cầm miếng thịt như thế này. Mình nó sợ cắn vào tay mình á. Rồi, hiện tại mình đang ở quán cà phê chó nha bạn. Còn được gọi tên hét là Aletka Cà Phê. Hiện tại làm mình đi vệ sinh nè. Nên giờ mình sẽ review luôn. Kỹ thôi. Hồi nãy hết dĩ giờ tới năm. À. Ở đây thì có nhiều loại chó lắm bạn, nhưng mà mình vẫn kết con chó này, con Alaska, để mình ngồi xuống so sánh cho bạn xem nè. Ôi trời ơi, nó bụi kìa. Còn bên đây là con chó heo mình biết là con chó trái tim, nó có cái bờ mông giống như trái tim vậy bạn. Ôi còn con này là con mèo nè. Gì? Con chó tên là con mèo nha. Có rất là nhiều chó luôn. Bên đây là chắc mình nghĩ là con ngáo ngơ nè. Con ngáo nè, mặt nó ngáo thiệt. Ở đây còn có cả mèo nữa nè mấy bạn. Mèo. Đó lý do tại sao mình đặt con chó này là chó trái tim. Cái bờ mông, cái gì vậy con? Trời ơi nó thèm được nựng. Còn cái bờ mông đấy kìa. Nói chung á thì mình vào quán cà phê chó này thì mình sẽ được trải nghiệm chó với có cả mèo nữa. Như mình như thế này nè. Và uống cà phê. Rồi quán kế tiếp tụi mình đi sẽ là quán Bét Mi các bạn. Trong đây thì hình như là cà phê có nhiều bét với lại bò sát rồi các kiểu. Và vừa mới đậu xe cái ăn nó đi vệ sinh nữa các bạn. Không biết bị gì từ người đi. Rồi quán cà phê này thì ngoài cà phê ra thì chúng ta được tham quan mấy con chim vạc rồi các kiểu. Anh nói cho gà luôn rồi. Đúng rồi, vậy cũng nói cho gà nữa. Còn mấy con này nè. Leo không? Wow! Làm tấm hình cơ. Có cả bò sát nữa nha các bạn. Như đây rồng Nam Mỹ nè. Đó, con màu xanh. What the hell? Ếch bò châu Phi. Chuột nhảy. Ngủ tay con động đậy kìa, ngủ kìa. Chuột này là chuột nhảy nha. Nhiếm tập cái hàng này, nhiếm. Hằng lằn da báo là bên đây nè một đó, con màu vàng á không, con gì đấy, rồng Úc. Ếch Batman. Ếch Batman. Ếch Batman, ủa nó đâu? Đây thằng hình ếch Batman. What? Còn phía bên đây mình có hồ cá chép cá coi đó bạn. Đây là con bét nhỏ, còn đây là con bét bự hơn của mình nha các bạn. Đây là con bét mình mới nuôi nha anh em. Giờ anh sẽ vuốt cho nó phơi. Không, em đang xanh mặt rồi đó, em bị nói cho gà nữa rồi. Người của nó gai không nè bạn ơi, bạn coi nè, quá là gai luôn kìa. Đây rất là gai góc luôn. Rồi mình vuốt cho nó phơi. Con này cũng vuốt cho nó phơi. Rồi trải nghiệm bới ếch nha bạn. Ếch bò. Con này là cả ký lô cái gì? Nó mập quá. Dán sao em? Nó nặng đã mà nó mềm mềm. Mà nó kiểu không nhớt nha. Không nhớt luôn. Đã lắm, da nó nè. Nhám nhám sườn sườn. Một cái thì nó biết hình người ấy. Thôi giỡn thôi. Biết hoàng tử cóc không? Hoàng tử ếch. Rồi tiếp theo tụi mình ghé cà phê Hồng Gái trải nghiệm nha bạn. Lần đầu tiên đi luôn. Đây. Bây giờ thấy rem hay ram gì quên mất tiêu, ta lâu quá không có anime ấy bạn. Ca hát chỉ muốn là sao? Gì?
đi hát với 20k, 20k một bài. Sẽ có bạn lên hát chung với em. Ồ. Hay muốn chơi game với em không? Chơi Liên Quân. Rồi, anh thì trò chuyện chơi game. Rồi ok, một cái trò chuyện chơi game với lại nước ha, nước là đây. Cũng là mình phải solo rồi chứ. Thằng Dĩ thì nó vô trong nhà vệ sinh nè các bạn. Tự nhiên vô đây cái nó chạy một mạch cho vệ sinh biết làm gì trong. Cho em một soda bạc hà nha. Soda bạc hà với lại một chanh. Ủa cái này là chanh hay là soda hả? Ok ok. Thôi cái nước nào lẹ để chanh thôi. Rồi toàn mà thấy được cái này là toàn phát ghiền liên quan một đống Pokemon luôn. What the hell? Oh my god. Hên là toàn không có đi heo, đây Pokemon đó nè. Có cả siêu nhân xanh đỏ vàng tím các bạn. Siêu nhân cùng phong anh. Siêu nhân cùng phong hả? Có Iron Man nữa. Có siêu nhân này là siêu nhân gì anh? Siêu nhân của đại, siêu nhân điển quang. Ultraman hả? Đúng rồi. Good. Hôm nay mình sẽ trình diễn cho các bạn một bài. Bấy lâu nay mình đã giấu các bạn người tay phải của mình, đó chính là ông hoàng đánh đờn. Rồi nước lên rồi nha các bạn. Ly nước này là nếu uống ngon hơn là có làm phép. Ủa, ghê anh. Ủa. Đâu? Nè, nghe bạn này làm phép chứ nè. Tiếng Nhật đó. Ủa, ngon hơn em. Wow. Mát lạnh luôn. Lạnh đâu, lạnh là xương sấu đúng không? Ủa dữ hả? Ngon. Ngon quá anh. Perfect liền. Ủa ly này chưa làm phép đúng không? Làm giùm ly này cho bạn ăn luôn. Quậy lên, quậy lên. Đúng rồi, quậy đều để ngon lên. Hồi nãy là em gọi là soda bạc hà, em nghĩ giờ đổi cái tên này. Bạc hà tình yêu. Ngon hẳn luôn á. Đúng là bạc hà tình yêu có khác. Rồi ở đây có cả dịch vụ chơi game cùng 30 phút 30k, rồi nhảy múa một bài hoặc là hát 20k. Chắc mình sẽ book một phát là nhảy múa với lại chơi game ha. Oh, em cũng đang cần cái combo đó để xem nó như thế nào anh. Trải nghiệm không? Đúng rồi. Solo game với em không? Trời ơi, em chơi solo khu em xóa game luôn. Em là tiếng hữu chuyên nghiệp thế giới. Đức Tự Ân. Xóa game cái kèo mà khu xóa game anh chơi hoài. Mỗi lần khu anh xóa game cái anh tải lại thôi, có đâu bình thường. Xóa ạc mới sợ. Ok, vậy đầu tiên mình sẽ nhảy múa một bài trước. Ok anh. Good. Tôi đánh giá cao bài thi này. Tôi quyết định là đầu tư. Ok, tiết mục tiếp theo là solo Liên Quân nha các bạn. Tiếng hữu ăn đã bắt đầu. Rồi, sẵn sàng. Dứt. Hùa số game nha. Hùa số game nha. Rồi, chắc bạn bạn chơi con gì? Gì chơi chơi hỏi rồi ta. Chơi tướng gì chơi? Chơi tướng gì chơi hả? Ờ. Chơi ít ghi. Ít ghi, vậy là em phải mua Fiorentino bật nhạc đờn. Hùa bả rồi. Thôi, người ta pháp sư anh cũng pháp sư đi chứ. Mới gọi là đồng kèo. Rồi vô. Em đâu lét được đâu, em chơi này cho đánh nè. Trời ơi, anh lại đùa với tiễn hữu chuyên nghiệp. Chú em bính bằng một mỏ luôn nè. Really nigga. Em đấu cặp với Lai Băng đúng không? Vâng. Lai Băng bạn em. Em thấy em nửa kem áo rồi kìa. Rồi rồi. Trời ơi, lúng cá, lúng cá. Bình luận viên nè, bình luận viên làm coi. Tiễn hữu ăn đã tung ra những cái bóng hoa. Tiễn hữu ăn đã tốc biến rồi mọi người. Nè, chuẩn bị này sắp level 4 rồi, Tiểu Công An chỉ còn một ống nữa thôi là level 4. Ăn hết được quái này, Tiểu Công An sẽ level 4. Như các tiếng là Tiểu Công An chuẩn bị nằm xuống. Tiểu Công An đang chạy, Tiểu Công An đang chạy, Tiểu Công An. Rồi, Tiểu Công An đã nằm xuống, 1-0 để dành cho bạn Mai. Không, không, không. Mình là đàn ông nên mình chấp một mạng. À, chấp 3 mạng luôn nè. Không có mạng thứ hai đâu, anh đừng lo. Anh ấy nằm xuống mạng thứ 1. Vậy là anh ấy chỉ còn một mạng nữa là phải GG rồi mọi người ơi. 5 mạng là tự thua em. Anh có nghe câu 30 chưa phải là Tết không anh? Mạng cuối đúng không? Vâng. Mạng cuối nhìn vậy chứ khó lắm á.
Chúng ta chuẩn bị đến pha combat, tỷ số đang nghiêng về đội tuyển phép thuật bạn Mai 4-3 nha các bạn. Một cái kèo mà đam vật lý solo lại đạp phép. Anh ấy lại bắt đầu băng trụ. Đây là cắt tướng của Valentino các bạn. Đâm. Chọt. Chọt. Không được, trong trụ. Gà lại. Anh ấy băng trụ, anh ấy đi trong nhà của mình như trong nhà của mình luôn mọi người ơi. Anh biết cái tiếng thật không? Dụ mình còn miếng máu cái địch ra, heo. Dạ, ghiền. Hây. Đâm. Là thua chưa? Thua rồi. Nam mạng là thua rồi. Anh ấy đã đụng khổ và mình sẽ giúp anh ấy xóa ghe cho mọi người. Dạ thì ba anh em tụi mình đã xài hết tiền rồi mọi người, còn đúng có 1.000 à. Mà bây giờ xin việc làm thì giờ tối cũng không ai nhận nữa. Đừng nói tối nay ngủ cái đá nhầm cốc. Tôi mệt lắm rồi đó. Tôi quá chích bấy cái chân luôn. Bây giờ nói chung là anh em mình không có thể nào buồn, tại vì dù gì còn hết đêm nay đó là mình xong rồi. Đúng rồi, còn bây giờ mình có cái gì mình chơi đó. Rồi sau khi uống quá nhiều cà phê thì tụi mình quyết định là bây giờ là sẽ làm một clip là đi ăn vặt nha các bạn. Ở đây mình có 1.000k. Chắc là phải làm clip cầm 1.000k ăn sập mấy đồ ăn vặt ở trước cổng trường đại học sư phạm. Rồi đầu tiên thì tấp vào đây để ăn thử mấy cái món tuổi hơn các bạn. Bánh bao này nhiêu á cô, này nhiêu bịch đó cô? 3.000 hả? Lấy 3 bịch. Thôi bỏ thứ 1 bịch đi ha, rồi tính tiền riêng đi. Ở đúng rồi, bỏ thứ 1 bịch đi. Rồi này gì nè? Vị thế em luôn nè, bức lô, bức lô. Cái này nhiêu á cô? 2.000. Da heo bao nhiêu tiền hả cô? Da heo 5k. Rồi tiếp tục cái này. Oh my god. Bịch bắp ngô bự chập bá nè, 20.000. 20.000. Tiếp luôn. Tắc ớt tươi 8.000 một bịch. 8.000. Mình đang kêu cô làm bịch bánh tráng trộn nha. Tuổi hơn mình ăn bánh tráng trộn không mà không ăn mấy này. Mà đúng rồi, cái này là dành cho ít ít mà. Có ấy ngồi giữa đường ăn cái tráng trộn nè. Chào chứ nữa em mất tiêu rồi, hiểu rồi. Rồi hết luôn 110 nha các bạn. Vậy là không đủ 1 triệu rồi, phải mua thêm rồi. Còn 890.000. Ghé qua đây làm cái nữa coi sao. Rồi ghé Milo dầm 20k. Và tụi mình quyết định là mua trà dâu, trà xoài và sữa tươi các bạn. 3 ly sắp 5.000. Rồi vậy là nãy giờ mình xài có 175.000 à. Hình như là mốt em nên sửa cái series này lại anh à. Là 200k ăn sập đồ ăn giặt cổng trường. Dạ đúng rồi. Nhưng mà như đây ăn 3 thằng là ăn bệnh luôn, ăn sao hết nổi. Tính luôn cam đó là 4 người cũng chưa chắc hết nữa anh. Thôi vậy mình cố gắng mình ăn phân nửa thôi, mình chừa ngày mai cho mấy thằng một sao nó ăn. Ồ, anh lại có một người tốt bụng như thế được. Đúng rồi, để lần sau nó vô 10 sao, anh vô 1 sao thì nó đụng bọc lại anh đúng không? À, có suy tính trước. Đúng rồi, mình phải trồng quả để mốt mình mới có hạt mình ăn. Phải trồng quả để mốt mình mới có hạt mình ăn. Sao này em đi vệ sinh chứ hả? Đi ngoài luôn á. Đâu nãy uống nước nhiều quá anh. À, ly của nó đâu rồi? Đây. Bị đau bụng mà uống thêm sữa tươi trân châu đường đen thì tốt rồi. Quất nè, quất vô. Thôi vô dòng sữa vào. Ủa ngon. Nè ăn thêm xoài để cho bụng nó chắc em. Ngon anh. Ăn thêm xà lách nữa. Rồi ăn hết này luôn chị ơi. Ăn thêm bịch bánh tráng trộn nữa nha. Nè ăn thêm bịch tráng trộn nữa cho bụng nó chắc bụng. Để em ăn hết, xếp ăn hết. Gút nè, gút. Bây giờ là trời mới giờ tiếp tục mưa đó bạn. Nước đầy đường luôn các bạn thấy không. Giờ rồi sao Tú? Hồi chiều anh nói chơi tới bến rồi. Bây giờ anh với Đại đứng đây đợi em xíu đi. Rồi ok. Đi đâu? Đâu rồi? Ủa chị nó đem quay cho nó ở đâu trời. Này bữa nay nguyên ngày nó chạy xe nó mệt quá, nó bị sao bạn ơi. Giờ thì ngồi đây đợi nó luôn. Này nó hiền các bạn. Nguyên ngày chơi mệt rồi giờ đợi nó đại dắt xe lại. Chú ơi, ở đây có khu mua xe đạp cũ không chú? Sau khi mình có một hành động táo bạo thì mình quyết định là đi bán xe mọi người ạ. Được 400.000. Do là mình thấy anh em khổ cực quá, không có tiền ăn, người không có chỗ ngủ nữa. Nên là mình chơi lớn nha. Chú ơi, lấy ba con ba hộp cơm sườn 30.000. Rồi mua ba hộp cơm thì mình còn 310.000 nha mọi người. Giờ thì mua nước với mướn khách sạn.
cơm, có cơm, có cơm, có cơm, có cơm. Ngon á, ngon á, ngon á, ngon á. Cơm tới, cơm tới đây. Em ơi, nãy giờ đi đâu cái tiếng vậy ông Cốc? Đi bảo dưỡng xe một chút đó mà. Cái gì vậy ba? Cái gì? Bảo dưỡng là sao? Chiếc xe của ai không mà ông? Tại giống cái video mà nó lần trước nó đi Sigurd vậy hả? Đúng rồi, anh nói anh chơi tới bến là em chiều tới bến theo anh luôn. Em chơi tới bến luôn, em không cần biết xe của ai hết. Thiệt luôn hả? Rồi. Thiệt. Kỳ này về là thôi là rồi, rồi cuối tháng rồi. Rồi về bị la thôi chạy, chơi hẹn ba. Bây giờ mình sướng đi, cuối tháng mình bị la cại nó. Bị trừ luôn thiệt á, không dẫn chơi đâu chạy thôi. Tại dân chơi là mình không có sợ mưa ghê. Nó muốn chơi bến rồi. Nó muốn chơi. Hồi nãy mình cũng nói nó có nhiều chơi bấy nhiêu bạn. Rồi, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Tốt rồi. Tốt rồi, đi game khách sạn thôi. Ok go, khuyến khích các bạn không nên làm theo nha. Ê, bán chiếc này luôn không? Thôi ba, bị đuổi á. Đuổi hẹn cả ba. Rồi, tình hình là trời tối rồi nha bạn. Nên tụi mình quyết định là sẽ lên tàu Nữ Hoàng Đông Dương gì đó. Làm chuyến đi dọc sông Sài Gòn và ăn buffet. Trải nghiệm thử xem tên đó là có cái gì. Nhìn ngầu quá anh. Đấy. Chuyển ra. Đúng rồi. No. Dạ. Bên đây nè. Ủa. Đây nè. Đây. Chở mọi người đi tìm kho báo của anh mình. Nè anh hết kinh phí hả? À, giờ mình đang tin mình tuyển thành viên em. Thành viên đi tìm kho báo hải tặc. Rồi ok, nói chung là tụi mình đang tuyển thành viên nha. Ưu tiên bạn nào mà có những cái tác ác quỷ nha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ lên review tàu Nữ Hoàng Đông Dương nha các bạn. Quá đã. Đi thôi. Rồi tên tàu thì tàu này khá là dài luôn các bạn. Đây là cái chỗ ngắm cảnh tình tặng tình cùng. Chúng ta cứ ngắm cảnh sông Sài Gòn rồi tòa nhà bánh mì. Ở cái bọt hầm nút bút đằng đó là Landmark Tâm Mốt các bạn. Cái đó là phố đi bộ hả? Giờ là phố đi bộ á. Ồ. Chứ rồi kìa. À chắc là tòa nhà của biệt đội Rocket. Nó lại quá hợp lý luôn hả anh? Hợp lý. Ghế rồi cái kiểu mà mưa tầm tã như vậy nữa, chắc là phơi. Rồi trên tàu này mình thấy là có khoảng 3 tầng với lại một cái tầng ngắm cảnh ở trên. Và trong tàu thì rất là đông như vậy các bạn. Và đồ ăn thì mình sẽ ăn theo kiểu buffet, đồ ăn buffet nha, muốn ăn món nào ăn. Đây, về đây mình muốn ăn gỏi ngó sen thì mình cứ lấy gỏi và ăn thôi các bạn. Ngó sen tôm thịt. Còn bên đây là trái cây, tráng miệng, chè, đồ các kiểu. Bò cú lá lớp, mì ý, cơm chiên, đậu hũ, nấm, rau, cải, đồ sườn, hầm, gà, chiên, nước mắm, thịt gà nướng, rồi xúc xích, đồ các kiểu ra điểu. Nói chung là muốn ăn món nào mình cứ việc lấy thôi. Ở trên tàu này thì chúng ta sẽ ăn buffet bạn, rất là nhiều đồ ăn, tôm, cua, cá, mực, đồ các kiểu, cơm, gà, trái cây. Chỉ có nước ngọt, nước suối rồi là mình phải mua riêng nha. Hình như là Coca là 50k một chai, nước suối là 25k. Rất là good luôn. Nói chung là cứ buffet rồi ăn thôi các bạn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thích ăn gì thì lấy cái đó. Đúng rồi, buffet như là hồi sáng này vậy. Nhưng mà hồi sáng là đồ sáng, còn này là đồ ăn tối. Không biết đem một sao bây giờ ra sao rồi nha. Chắc không sao đâu các bạn. Ngày mai là được đoàn tụ rồi. Nãy giờ đi thì không có chỗ nào khách sạn nào mà giá rẻ hết mọi người, toàn là giá mắc không à. Với lại ở khách sạn thì mình thấy cũng chán, nên là mình biết được một chỗ này rất là hay luôn nha. Có một chiếc xe mà giờ tới 3 người lận. Nên là bây giờ đội trưởng biết chỗ thì đội trưởng sẽ chở Hồng Yêu đi trước nha. Xong rồi sẽ lại rước lại sau. Không sao các bạn, mình quen cảm giác này. Còn mình sáng giờ mình mệt quá, mình đạp xe mình nói không nổi các bạn ơi. Giờ nó kêu sao mình đi vậy. Chơi luôn. Tới anh ơi. Hả? Đúng rồi, quán này nè. Được cơm anh. Được cơm anh nước thằng đại. Ok, đứng đại. Rồi, anh đứng đại em nha. Ok. Rồi bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình tới cái quán này luôn. Giờ mình kêu nó nước đại gấp đi, đại chào bạn. Mình thì thở cái nha. Đậu xanh ông Cốc. Giờ mới tới. Đi lâu với ông nội. Chạy xe đạp mà phải lâu chứ. Lên xe em. Trời ơi, lộn rồi, chở đại ca.
lên đi. Rồi nãy giờ mình đứng chờ thì hai anh em mình nó cũng tới rồi nha các bạn. Chờ cũng khá là lâu á, tại đi xe đạp nên hơi chậm. Mệt quá mọi người. Rồi thôi ok, nghỉ mệt đậu xe vô anh em mình đi luôn, đi chặn xe rồi anh. Tối mặt với con heo mấy bạn ơi. Thì tới cái quán này thì mình phải nói nhỏ nhỏ nha, tại vì đây là quán sinh viên đọc sách chứ các bạn. Thì ba ly nước của mình tổng tiền là 177.000 nha. Thì chỉ cần mua nước thôi, được ngủ ở đây tới sáng thôi. Bây giờ thì mình muốn uống miếng nước rồi mình ngủ nghỉ lên thôi. Mình khá là mệt nhưng mà bây giờ mình cũng đang rất là vui các bạn, vì mình sắp được đi ngủ. Ủa, còn ba hộp cơm chưa ăn mà không cắp. Rồi thì quán cà phê này á mọi người không có cho ăn cơm trong chổng nên là ba anh em tụi mình phải đi ra ngoài đây ngồi ăn nha. Chúng tôi sẽ ăn ngon miệng. Giờ ăn xong á thì ba tụi mình sẽ đi ngủ các bạn. Bây giờ các bạn mà quăng bệnh đâu mình ngủ cũng được chứ. Quá đuối rồi. Là anh cầm gì? Thôi đừng quăng công viên. Nói vậy thôi nha các bạn, chứ mình ngủ trên đây quăng công viên ngủ không nổi đâu, mũi chích dữ lắm. Thì đây là cái quán cà phê sinh viên nha. Các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 50k là mấy bạn, các bạn sẽ được ngủ ở đây nha. Hoài hôm nay thật là khá là mệt các bạn, nhưng mà mình cũng gọi là rất là vui. Mặc dù là tụi mình rất là nghèo nhưng mà tụi mình giàu kinh nghiệm, giàu tình cảm. Tôi đi ngủ trước rồi. Thôi lên trển nè. Quá mệt. Rất hào hứng các bạn ơi, mình sắp được nghỉ lưng rồi. Bây giờ là 11:30 và tối nay là tụi mình sẽ ngủ lại ở đây nha bạn. Chỗ của mình ngủ á thì nó có một cái ổ điện nè, một cái bàn để nước và một cái tấm đệm giống như cái nệm nha bạn, khá là êm. Rồi hồi nãy mình đi vô đây á, có mấy bạn gái nhìn mình quá trời luôn, mình tưởng là mình đẹp trai các bạn. Xong mình chợt nhớ lại là 2 ngày rồi mình với hàng nó chưa tắm. Nên là bây giờ mình rất là muốn để về nhà tắm các bạn. Gán ngủ hết đêm nay nữa mai được về nhà các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đi ngủ nha. Rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. Rồi sau khi đi ăn tên du thị xong thì bạn về tụi mình đi tìm chỗ ngủ các bạn. Và phát hiện đây có một cái phố đi bộ gì đó mà tên là Bùi Viện. Rất là hot. Em cũng mới biết đằng đầu luôn chứ con không biết Bùi Viện là cái gì nữa anh. Đúng rồi anh ơi, đó giờ em chưa đi Bùi Viện bao giờ luôn. Ờ sao mẹ ơi, mày mới kêu đi mà mày. Nên bây giờ là tụi mình sẽ vào review Bùi Viện nha các bạn. Mà trong đó thì nghe nói là ồn các bạn, chắc là không có quay được. Nên sẽ quay bộ lo lên tin được cái kiểu là điểu, nếu như được thì chơi, không được thì không chơi ha. Ok. Vừa mới đi được vài bước vào con đường phố đi bộ Bùi Viện thì không hiểu tại sao sếp của tụi mình, anh Lâm, lại đau bụng nữa rồi các bạn. Anh đi vệ sinh nữa rồi anh em. Hay là trùng hợp luôn á. Nhưng không sao, lần này thì mình với anh Vĩ sẽ đi review, nếu có sai sót gì mọi người học cảm nha. Ok, đi thôi. Mình nghe nói ở đây có rất là nhiều người tốt luôn nha các bạn. Ở đây nó ồn ào lắm, không có nói nghe gì luôn á. Ở đây người tốt nhiều quá em ơi. Đây. Người tốt đang nhảy. Rồi sắp hồi đi thì cũng tới cuối phố đi bộ nha anh em. Cho vô đây chỉ là mấy quán ăn đồ, mấy quán canja đồ hay là ba đồ các bạn. Vô đây cũng tốt nhiều lắm. Phải. Chứ nữa kêu anh Lâm tăng lên cho camera nha. Người tốt nhiều. Rồi sau khi hai lính mình đi Bùi Viện xong thì nó không có sử dụng dịch vụ trong đó hết, nó đi một vòng nó ngắm cho đã cái nó ra thôi các bạn. Thì tụi mình đã tìm được chỗ ngủ nha, tụi mình quyết định là trải nghiệm ngủ ở quán net. Hồi nhỏ là anh cũng có từng trải nghiệm của quán net rồi, nhưng mà ngủ dưới gầm bàn tại quán net cỏ mà. Hôm nay chúng ta trải nghiệm net có phòng VIP, máy lạnh đồ các kiểu và phòng riêng năm máy. Em xin máy này. Quán này là cái bơ co Việt Nam nha bạn. Chắc editor mình sẽ để địa chỉ á. Net này mình sẽ chơi nguyên đêm.
Còn mà buồn ngủ thì mình sẽ bật ghế ra và ngủ. Ôm lại tuổi hơn. Làm vài trận đô tô coi. Rồi đặc biệt là phòng rét còn có cả dịch vụ gọi đồ ăn nữa bạn. Trải nghiệm thôi. Nạp giờ đây này, đồ ăn đó. Sao đó gọi cơm ra ăn hả? Đúng rồi, bấm sạc nhận. Anh còn gọi nước hay sao? Gọi nước thì bấm sạc nhận luôn. À bấm nước ngọt. Tổng quách tờ heo bánh tư ra anh chơi. Bò hút. Quá đi ồ. Rồi ok, mình sẽ gọi một cái nước gì đó mà chiến chiến mà. Quốc chai nước suối kìa. Rồi combo mì trứng nha bạn. Mà mình thì không uống nhiều nước ngọt được các bạn, nên mình ăn mì combo mì trứng với nước suối. Còn kia tối nay là ngủ sớm mà mua món gì em? Em muốn bánh tơ anh cho tối nay ngủ sớm xíu. Dạo này em khó ngủ quá. Khó ngủ bánh tơ. Còn mình thì tối nay mình sẽ chơi tới sáng nên mình uống nước suối nha các bạn. Ok. Rồi cái combo huyền thoại luôn anh. Ừ. Mì trứng, nước suối. Chúng ta sẽ tiên các bạn, sẽ tiên là hết người hỏi rồi. Thôi, chỉ cho các bạn ơi. Bạn nào có chơi game bao nhiêu chơi nha. Dota nha, rồi Dota nha. Tạm bấm Dota coi. The next day. Rồi tới sáng các bạn ơi. Vì vậy nó không ngủ thành ghế mà nó sẽ đặt nó ngủ rồi. Ngủ tình ghê là mỗi lưng rồi, còn được nghe nó kéo xe lửa đi vòng, rất là phơi và có cảm giác rất là do mót luôn. Ví dụ như mình đang chơi game, mình chơi nhiều quá, cái mình cạo phím xong, bạn khu hay gì, cạo phím xong, cái buồn ngủ quá, cái gì hẳn bệnh vậy đó bạn. Ok, rất là perfect luôn. Mình dậy các bạn ơi. Thì ở quán là gần tầm 5 giờ rưỡi sẽ có nhân viên lên tắt máy lạnh. Sau đó là kêu bạn dậy nha các bạn. Để mình kêu thằng Đại nó dậy luôn nha các bạn ơi. Đại ơi. Dậy em ơi. Dậy em ơi. Nãy bạn nhân viên kêu nó xong nhưng mà ngủ tiếp nha các bạn. Tú thì nó dậy luôn nha các bạn ơi. Tại nãy có bạn nhân viên kêu vậy thầy. Sao tối qua ngủ sao em? Ngủ ngon. Vậy thôi à? Có em không? Nhưng mà em ngủ bị kêu vậy buồn quá. Ok bạn, thì nói chung là ngủ ở đây thì giống như nằm nệm bạn êm, nhưng mà cái chân thì thẳng nhưng mà nó hơi xéo xéo thôi. Và bây giờ ba anh em mình sẽ thức dậy luôn nha các bạn ơi. Chúc các bạn một ngày vui. Rồi tụi mình vừa mới cuốn gói xong, chuẩn bị đến điểm tập kết các bạn. Tại vì hôm nay là sắp đủ 50 giờ rồi. Bữa mình quay là 6 giờ sáng mà bây giờ là 7 giờ sáng, là còn khoảng 1 tiếng nữa là tới giờ tập kết nha các bạn. Chắc là kiếm cái gì đó ăn sáng cái là tập kết luôn là vừa. Đi thôi. Chiêu nha các bạn, chờ Tú chở anh Hào lên nha. Thì mình đang núp dưới cái cây nè. Con câu quá trời, sợ nó ẻ vô cái ly nó mệt nữa. Cà phê bệt nhưng mà mình uống dừa nha. Còn Tú uống cà phê bệt, mình uống cà phê. Cà phê nó uống bạc xỉu. Mì đá me nha các bạn, ba thằng uống ba cái. Rồi giờ vô bánh mì nó quá đã rồi. Một buổi sáng thật tuyệt vời. Vô. 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 Thì nước thì hết 70.000. Bánh mì hết 60k nữa. Nên là bây giờ á, mình chỉ còn được có 3.000 thôi. Cái gì? 3.000 này như là ba anh em tụi mình vậy á mọi người. Nên là bây giờ mình sẽ chia mỗi người tờ để làm kỷ niệm 50 giờ ở Sài Gòn. 50 giờ đạp xe đạp ở Sài Gòn.
Một sao 1.000 rồi, tốt rồi, tốt rồi. Yêu. Cuối cùng là mình kỷ niệm nha bạn, này mình giữ lại nha. À, sau khi mình ăn xong rồi uống cà phê xong thì mình sẽ tới phố đi bộ để đợi mấy người nhà vào nha. Đi chơi cho cố vô, buổi sáng vui vẻ nha mọi người. Hiện tại là mình đang đứng trước quán bánh mì Huỳnh Hoa. Mình nghe nói đây bánh mì ăn ngon lắm, nên mình sẽ vào trong mình mua, mình trải nghiệm thử. Mua một ổ, mua ba ổ mới đúng. Ở đây không biết bị gì mà đông ghê luôn các bạn. Em mua ba ổ. Nhiều ổ em? 65.000 một ổ. Ôi trời ơi. Ồ, quán rẻ cắt rẻ em. Rẻ hơn bánh mì chọc trời. Mình phải nói vậy chứ, chứ mà không lỡ bả lên giá giống bánh mì chọc trời luôn sao ăn. Đây là bánh mì Huỳnh Hoa, được mọi người nói là ngon nhất Sài Gòn. Và mình đi Sài Gòn rất là nhiều lần, mình có từng ở Sài Gòn, mình chở vợ mình đi học đại học rồi các kiểu 3-4 năm luôn mà mình chưa được ăn luôn. Nay có cơ hội trải nghiệm rồi nha. Rồi tụi mình sắp đến điểm tập kết bạn. Điểm tập kết sẽ là phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Bây giờ kiếm mày nhỏ rồi. Đến lúc rồi, điểm hẹn lại lên rồi mọi người. Đi gặp mấy bạn một xa thôi. Có đem bánh mì, có quà cho mấy bạn nha, đem quà theo nha. Ai vô bánh xúc mạnh. Hello. Chào mọi người. Có quà cho mấy em nè. Quá đã rồi. Đó, quà nhiều quà lắm. Rất là tốt. Bánh mì này, bánh mì ngon nhất Sài Gòn, anh cũng có quà cho em. Thằng Hào được bịch rau nè. Tốt rồi. Còn Đại được bịch đậu chua là quá đẹp rồi. Gỡ bánh mì đâu anh rồi. Anh mua đúng ba ổ à. Đúng là tình anh em ta đi đến khắp muôn nơi. Ủa tao nhớ chưa, tao nhớ chương trình là cho mấy đứa ba hai xe đạp, bây giờ rồi con chiếc là sao? Kiểu bị hư á nên là em bảo dưỡng nó một xíu. Bảo dưỡng một xíu à. Lại là bảo dưỡng. Mấy ảnh này quen người ta. Bảo dưỡng hết chiếc à, đây không cảm. Không sao đâu, tốt rồi, tốt. Đây, để sẵn đây anh review bánh mì Huỳnh Hoa, ngon nhất Sài Gòn cho mấy đứa. Một sao mấy em trải nghiệm. Ừ, topping kìa. Bên trong sẽ có nè, thịt nguội, chả lụa, rồi chà bông, ba tơi. Không rau. Không rau. À, rau bỏ riêng. À, trong... Không, anh ăn chay, anh không ăn rau em. Cho rồi, không có cho lại nha. Ủa, đâu cần đâu. Anh. Hủ tục 10 sao anh. Vô, 3, 2, 1. Vô. Mãi là anh em. Tập sao 10 sao tiếp. Ok. Còn mấy đứa kia cũng hủ tục. Ba anh em mình cũng hủ tục nha. Củ cải trắng muôn năm nha. Bánh bao. Ngon. Bánh mì vịt qua với bánh mì chọc trời cái nào ngon hơn nha. Em nghĩ là cái đó cũng ngon hết. Ngon hơn bà hàng xóm kế bên nhà em bán, bà Tám. Bà con là bà lên 300 ngàn một ổ là mệt đúng không? Đúng rồi. Rồi 8 giờ luôn mấy bạn ơi, 8 giờ 2 phút luôn. Vậy là đủ 50 giờ rồi nha các bạn. Nói chung là... Được về nhà, bây giờ chỉ muốn về nhà thôi. Ok, nói chung là tụi mình đã hoàn thành cái series 50 giờ du lịch. Và tập này là tập 3 du lịch Sài Gòn nha bạn. Nếu video đạt 300k like thì tụi mình sẽ làm tiếp tập 4 trong thời gian nhanh nhất luôn bạn. Bởi vì mấy cái clip mình đi chơi ăn uống luôn các kiểu thì khá là đầu tư, các bạn vừa phải lăn lộn và vừa phải trải nghiệm nữa, rất là mệt luôn. Nên các bạn 300k like có ngay tập 4 nha. Các bạn có thể bình luận địa điểm tiếp theo nếu mà thấy mà chỗ đó mà hợp lý rồi nhiều like thì có thể là tụi mình sẽ chơi. Và như lúc đầu video ăn nói là nếu video đạt được 500k like là tập sau có mời hai khách mời. Đúng rồi. Và hai bạn đó sẽ bốc thăm một bạn 1 sao, một bạn 5 sao. Trải nghiệm chung với team của tụi mình. Đúng rồi, một bạn sẽ trải nghiệm 10 sao, một bạn sẽ trải nghiệm 1 sao đúng không? Vâng, đúng rồi. Mà tới 500k like nữa các bạn. Và tụi mình sẽ chọn những bạn đó trên shop áo 55.com nha các bạn. Gặp đùm đại bạn nào đó và mời chơi chung nha. Ok, nói chung là bạn thấy sao đây. Like mạnh tay. Đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi tụi mình ra tập 4 nha. Tạm biệt các bạn. Có mấy đứa có chốt câu nào không? Trải nghiệm này sao? Quá mệt anh ơi. Ăn. Em cũng cảm thấy rất là mệt luôn à. Vậy? Em review với em mệt lắm nhưng mà em phái anh.
Còn mình đi tới đi lui gì quá cũng mệt lắm các bạn. Nên mình nghĩ tập sau là mình sẽ chắc là không vào mọc sau đâu, mình sẽ vào bữa sau tiếp nha.